Chúng nó tên là xong rồi. Hello, hello mấy chị nha. Chị nào vô rồi cho em xin nút chấm bài tương tác cho mấy chị nha. Mấy chị ơi, bên hãy like sớm cả nhà ơi. Giờ bắt đầu 8 giờ em lên nha mấy chị nha. Rồi tương tác lên đi cả nhà ơi. Áo dài Tết hãy có like mà chưa đâu cả nhà ơi. Bữa nay mà Tết áo dài Tết rồi, từ từ cả nhà ơi, hãy có bán mà. Bình thường hãy có like đó cả nhà, nhưng mà hôm nay chưa có đâu. Chưa, tầm khoảng cỡ qua cuối tháng 11 đó cả nhà. Nhưng mấy chịu nha, cuối tháng 11 âm á, đã bắt đầu phải lên áo dài Tết cho mình á. Rồi chị nào vô rồi cho em xin nút chấm bài tương tác đi cả nhà. Chấm bài tương tác lên nha mấy chịu nha. Chị sẽ like dùng cho Hải với chấm bài tương tác vô đi cả nhà. Hôm nay là lên cho mấy chị ha. Hôm nay rất là nhiều hàng luôn. Nói chung là bắt đầu từ giờ đó là sẽ chạy hàng Tết đó cả nhà. Nên là like nào cũng sẽ có hàng mới cho mình hết nha. Rất là nhiều hàng mới luôn. Chị nào xem like cho em xin nút chấm bài tương tác lên đi cả nhà. Áo dài mới tất nhiên Hải sẽ có cả nhà ơi nha. Hãy vẫn lo cho mấy chị áo dài hàng nhà Bôn, nhà Minh ấy, nên là mấy chị ráng đợi ha, ít bữa sẽ có ấy. Rồi chấm bài tương tác cho Hải đi cả nhà ơi. Chấm bài tương tác lên nha. Rồi sẽ lên hàng chi ăn trước này mấy chị hiền. Lên mấy cái hàng lẻ đầu like bán chi ăn cho mấy chị này. Mấy cái set hàng lẻ lẻ nha mấy chị yêu nha. Rồi chấm bài lên đi cả nhà ơi. Chấm bài tương tác cho Hải với. Mẫu lẻ này mấy chị. Cái này là hết, mấy cái mẫu này là hết rồi. Chị nhận được đồ rồi, đẹp rẻ nữa. Em cảm ơn chị Nguyễn Thắm nha. Rồi chị nào vô rồi cho em xin nút chấm bài tương tác lên đi cả nhà. Chấm bài tương tác lên nha cả nhà nha. Chia sẻ like dùm cho Hải với. Hải có mấy cái hàng này nó là ép vẽ một cái nha. Xíu nó có cả set ring cho mấy bà nữa. Kể cái set này đâu còn test đi. Rồi vô like luôn nha mấy chị nha. Lên like nha mấy chị nha, vô luôn. Tại vì hôm nay nhiều hàng lắm. Này bán chi ăn đầu like nè mấy chị này. Duy nhất một set thôi. Bây giờ là những cái set này nếu mà em like cái giá 149.000 nó đã hết rồi cả nhà. Cái này nó bị lẻ lại của khách rồi không nghe máy nè. Hãy nhà hãy cột vô cục này mấy chị. Duy nhất một set nha, bán chi ăn đầu like cho mấy chị luôn. 119.000 một set thôi nha. Chị nào vô trước thì chốt trước được đó. 119.000 duy nhất một set thôi, không có set thứ hai. Và Hải cũng không có nhập được giá 119.000 đâu cả nhà. Nên mấy chị tranh thủ chốt liền ha. Có nhiều bạn đi mua set này trên 300.000 nó quá là bình thường luôn ấy. Nha cả nhà nha. Rồi lên liền che mã, dùng che mã A1 119.000, hãy lên luôn nha mấy chị nha. Hãy lên luôn cho mấy chị luôn. Rồi chốt liền che mã đi cả nhà. Mã A1 dùng che. Xếp mã A1 119 lên giúp em nha. Lên liền cho em mã A1 dùng cho em 119 ngàn cho chị Teresa. Mấy chị ơi nhớ chia sẻ like dùm em ha. Rồi set này nữa mấy chị. Chúc liền nha bà nha. Để không có hàng đó. Đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Rồi chúc liền cho em mã này là mã A2 dùng cho em 119.000 luôn. Duy nhất được có vài set thôi. Hàng LNG dùng cho em nè. LNG nha mấy chịu nha. Set này mấy chị đi mua đi. Trên hàng 200 nha mấy chịu nha. Trên 200 luôn. Hãy tặng cho mấy chị luôn 119.000 dùng cho em. 119 nha. Con này mấy chị nào mà 60kg mang ok dùng cho Hải luôn. Nguyên set nha mấy chịu nha. Chưa bằng một con áo hoodie mà con áo dày tay này mình mua đâu. Con áo này nhiều bạn đi mua 160, 170 rồi. Cái này Hải like nguyên set luôn nha mấy chịu nha. 119.000. 15kg đổ lại mang ok. Chốt liền cho em mà A2 119.000. Lên liền cho em mã, dùng cho em mã A2 dùng cho Hải. A2 nha cả nhà nha, 119. A2 119 lên giúp em nha. Lên liền cho em mã A2 119 ngàn.
Rồi con váy này em có được một cái màu nâu, một cái màu xanh nha mấy chị nha. Rồi em bắt đầu em lên hàng luôn cả nhà ơi. À sếp đó vậy. Em lo chấm bài tương tác chia sẻ lo lên giúp em mấy chị ơi. Cảm ơn chị Duyên nha. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã A3 này là 149.000. Em có màu nâu là size S, màu xanh là size M nha. Em có được có 2 con đâu cả nhà. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã A3 dùng cho em. Chốt liền cho em mã A3 mấy chị lên màu dùng cho em ha. Màu xanh là em sẽ có cho mình là size M. Màu nâu là em sẽ có size S nha. Em lo cho mấy chị giá là 149.000. Con này nó sẽ có túi cho mình luôn mấy chị, có túi hai bên luôn. Và cái này của nó sẽ là khâu tay cho mình nè. Khâu tay nha cả nhà nha. 149.000 có sẽ dùng em có duy nhất được 2 con thôi. Cái này là em like hàng lẻ nha mấy chị nha. Hàng lẻ nên là chị nào thích cái gì mình màu lý em 149 nha. Liền cho em mà A3 dùng cho em. A3 nha cả nhà nha. A3 mấy chị lên màu dùng cho em. Em có màu nâu á là size S, màu xanh là size M nha. 149.000. Kèm size vô cả nhà. Kèm size vô cho Hải nha. Chị nào lấy size gì của mình size đó dùng cho em. À lên cho mấy chị cái con áo này. Xem like chấm bài tương tác lên đi cả nhà. Size đông đông cái Hải vô Hải lên hàng. A3 mấy chị kèm màu lên giúp em 149.000 dùng cho. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã A4 nè. Tặng mấy chị con này 69.000. 69.000 nha mấy chị nha. 3158 dùng cho em nè. 3158 nha. Con lên liền cho em mã dùng cho em. Mã A4 đi cả nhà. Chốt liền cho em mã A4 69.000 một con áo. Apollo có cổ dùng cho Hải thì con này có cổ nè. Con này là áo này là nam mang được luôn. Con này Hải bán rất là nhiều rồi cả nhà. Còn có vài con Hải sale mấy chị 69.000 luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em. Mã A4 dùng cho em 69.000. Lên liền cho em mã dùng cho em mã A4 đi cả nhà. Áo polo có cổ nha 69.000. Xem like chấm bài tương tác lên đi cả nhà. A4 có polo 69.000 lên giúp em. Lên liền cho em mã A4, xem like chấm bài tương tác lên đi mấy chị. Rồi lên liền cho em mã A5 89.000 xếp chip dùng cho em. Xếp chip này là em có được còn vài lố thôi nên là em sale mấy chị 89.000 nha. Con này là mấy chị ơi, chip này may rất là sướng luôn. Chip này mấy bạn đi mua là hàng 10 hình như là 22.000 một cái nè. 22.000 một cái nha mấy chị nha. Em bán chi ăn cho mấy chị luôn. Giá là 89.000. Lên liền cho em mã dùng cho ai. Chốt liền cho em mã này là mã xếp chip dùng cho em ha. Em tặng mấy chị 89.000 10 cái luôn. 10 cái nha mấy chị nha. Form to dùng cho Hải luôn, rất là đẹp mấy chị ơi. Nó là cái chip này nó mình mắng nó sẽ bền hơn là cái chip ren ha. Nên là đợt này sẽ không về chip ren nữa cả nhà. Nha, cái chip này mấy chị giặt mấy giặt. Giặt mấy giặt nó cũng không có bị bung cái ren đó cả nhà. Cái chip này nè. Mấy chị thấy không? Nó là có lỗ thông hơi dưới luôn cho mình luôn. 89.000 một set 10 cái luôn. Lên liền cho em mã set chip. Set chip lên cho em 89.000 đi ạ. Cho đặng hào tiên cho. Chút lên liền cho em mã set chip đi cả nhà. Set chip dùm cho em. Rồi em lên cho mấy chị quay đinh nha mấy chị nha. Quay đinh đẹp. Set chip cho Yến Nguyễn 253. Lên mã set chip 89.000 cho em bây giờ cho nguyên trình. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè mấy chị nè. Rồi cứ dùng cho em mã váy rinh dùng cho em. Xếp chiếc cho Huyền Nguyễn. Để cho Huyền Nguyễn ơi. Rồi lên liền cho em mã váy rinh. Em tặng mấy chị 119.000. Lên liền cho em mã váy rinh. Cái này em về được chút hết sạch rồi nha mấy chị. Xếp chiếc cho Trương Phước. Đây là nhà em về là cho mình được hàng giá sale nè. Xếp chiếc cho Phương Nguyễn. Hàng nè mấy chị. Rồi lên liền cho em mã váy rinh. Xếp chiếc cho Ái Hiệp Nguyễn. Được chút chị nào bị hụt thì lên liền dùng cho em ha. Bà nào được chút hụt thì chốt liền đi. Bữa nay em về được sale có vài con thôi. Mà em like cho mấy chị giá 119 ngàn. Với rinh 119 ngàn ngọc bao nhiêu ba con? Tranh thủ chốt liền dùng cho em. Với rinh 119 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã váy rinh 119. Hàng cao bao luôn cả nhà. Hàng xịn đét luôn mấy bà. Nhìn cái hàng như này nên chốt đi 119 ngàn nha. Rất là đẹp luôn. Có cổ cho mình luôn. Lên liền cho em mã váy rinh dùng cho em 119 ngàn. Có vài set thôi nha. Vài con thôi. Với rinh lên cho em 119 nha. 60 kg đổi lại mang ok chạy luôn. Lên liền cho tiền tóc 119.000 thôi. Quá trời rẻ luôn mấy bà nghe. Rồi lên liền cho em mã set dùng cho em nè. Set kem dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã set kem. Size của em đang cầm là size S nha mấy chị nha. 139.000 duy nhất 2 set. Lên liền cho em mã set kem dùng cho em. Chốt liền cho em mã nha cả nhà nha. Rồi set này xong nó bị dính cho mình chút xíu. Rồi lên liền cho em mã set kem. Em chốt một set thôi ha. Rồi chiều lại thì chốt liền cho em mã set kem dùng cho em. Set kem đi cả nhà, 139.000 size S dùng cho em, duy nhất một set nè. Mấy chị nhìn dùng cho em cái hàng vải của nó nè.
Vải rất là đẹp luôn ha. Rồi lên liền cho em mã set kem dùng cho em. 119.000. À 139.000. Hãy có set không mấy chị? Set kem 139 lên giúp em đi ạ. 139.000 dùng cho em, cho mấy chị 52 cái đổ lạnh em. Với set 119 cho Kinh Dương. Rồi set này có một con size M nè mấy chị. Rồi lên liền. Set kem 139 Phan Thục Anh. Rồi ghi dùng cho em mã số 3, mã số 5 dùng cho em đi. Lên liền cho em mã số 5 139.000 set bone. Set hoa theo nha cả nhà nha. Con này nó theo trên cái nền vải luôn mấy chị. Nó lỡ xinh lắm luôn, có một set à, size M hàng bone này. Lên liền cho em mã số 5 đi cả nhà, 139.000. Cái này em bán tặng đầu like nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã số 5 có set mấy chị ơi. Một số 5 139 lên rồi Bánh Dương. Số 5 có set rồi mấy chị. Rồi chốt liền cho em mã dùng cho em mã số 6 size M hay cũng có một con thôi. Số 6 149.000. Rồi lên liền cho em mã số 6 dùng cho em. Con này chốt liền cho em mã số 6 nha. Con này là size M dùng cho em. 149.000 nhưng mà con dung này hàng đẹp lắm. Hàng của Thiên Kim Beautywear dùng cho em nè. Có một con đâu cả nhà ơi, cái này em bị sốt lại đau quá. Cho mấy chị. Lên liền cho em mã dùng cho em mã số 6 dùng cho em. Mã số 6 zoom nha mấy chịu nha, 149.000 size M. Số 6 zoom nâu 149 lên giúp em nha. Mã số 6 zoom nâu dùm cho em, 149.000 size M dùm cho em. Size M nha cả nhà nha. Số 5 em hết rồi mấy chị nha. Số 5 hết trơn rồi mấy chị ơi. 6 cho tiên 8 149. Rồi, cục hàng vô nha. À, đồ ở phía sau là gì vậy chị ơi, đồ phía sau là cái gì mấy chị? Ở phía sau quá trời mấy chị ơi, đợi xíu. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số 7. Số 7 dùng cho em nè. Số 7 189.000 nó có con à. Rồi lên liền cho em mã số 7 dùng cho em. Chốt liền cho em mã dùng cho em mã số 7 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã số 7 180. Mã số 7 đúng không? Rồi lên liền cho em mã số 7 dùng cho em 189.000 mấy chị đợi em xíu nha. Hôm nay em lên nhiều hàng lắm. Nhưng mà từ từ lên nhưng mới chịu. Mã số 7 bộ màu cam đó giúp em 189 ạ. Lên liền cho em mã số 7 dùng cho em 189.000. Rồi em tặng mấy chị con này 59.000. Lên liền cho em mã số 8 59.000. Rồi chốt liền cho em mã số 8 dùng cho em 59.000 dùng cho em nè. Số 7 189 cho chị Thiên Duyên Tiền Định. Rồi lên liền cho em mã số 8. Em tặng mấy chị 59.000 một con áo khoác rồi. Con này bán 59.000 là nó hơi bị sai sai nha. Nên là bán tặng cho mấy chị đó. Chị nào thấy mình chốt liền thì chút liền cái để hết. Con này về mấy chị mặc cái chân váy cũng đẹp, mấy chị mặc với lại một con quần ống sung cũng đẹp. Nha mấy chị nha, con áo khoác này kiểu nó ôm á, mình làm áo cũng đẹp luôn. 59.000 nó sẽ có cầu vai cho mấy chị luôn và có nón này. Sẽ làm áo này đẹp lắm, 59.000. Rồi lên liền cho em mã số 8 59.000 dùng cho em. Số 8 không quan trọng, 59.000 lên giúp em ạ. Chút liền cho em mã số 8 đi cả nhà, 59.000. Mã số 8 59.000 áo trắng lên giúp em mấy chị nhỉ. Lên liền cho em mã số 8 áo dùng cho em 59.000. Áo càng như là áo khoác kiểu á cả nhà. Áo khoác kiểu nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số 9 dùng cho em này. Rồi lên liền cho em mã số 9 nha cả nhà nha. Chốt liền cho em mã số 9 149.000 đầm body dùng cho em, con này hàng bone mấy chị. Trời ơi em nói thiệt luôn ấy, con này em bán nhiều rồi nha mấy chị nha. Em về tắt máy được rồi đó. Nhưng mà hàng nhà bôi sẽ là hàng đẹp nhất cả nhà, form của nó sẽ dài cho mình. 8 cho Thu Phương Đoàn. Rồi lên liền cho em mã số 9, tự nhiên mã số 8 bán 59.000 mà em còn tiếc bà không chốt á. Là mấy bà sai đó nha. Rồi cái dùng cho em mã dùng cho em. Em bán 59.000 cái đó là em tiếc mà mấy bà không chốt, mấy bà hơi bị sai đó. Cái dùng cho em mã dùng cho em. Mã số 9 149.000 hôm nay nay gọi hỏi nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Số 9 cho Lê Ngọc Ánh Dương 2 con. Số 8 cho Phi Thanh Trương 2 con. Rồi lên liền cho em mã số 10 dùng cho em nè. Chốt liền cho em mã số 10 149.000. Lên liền cho em mã số 10 dùng cho em 149. Số 9 cho Duyên Dương 121. Rồi con này mấy chị 55kg đổ lạm em ok dùng cho em nè. 55kg ha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số 10 dùng cho em 149.000. Mã 10 dùng cho em 149. Lên liền cho em mã số 10 cho chị cái con này đi em. Số 10 Lê Ngọc Ánh Dương. Rồi em có cái con dạ này em về lại cho mình hàng nội tên là Colosset nè. Mà cái này em bóc được theo nha. Có vài con thôi. Cái gì ganh thủ chốt cái con này nè. Hai màu hả nha. Rồi NT Colosset nha mấy chị nha. Nè đẹp chưa. Hello chào My Nguyễn nha. NT Colosset luôn cả nha. Cái này em có được cho mình hai màu, màu đen với lại màu kem. Giá là
99.000 chút liền nha, để dành Tết mặc mấy bà. Không bà nào bán thì để dành Tết bán nha. Thiệt sự luôn, nó là dạ hai lớp nên là mình mặc nó sẽ không có bị ngứa ha. Mấy chị để ý mua đi, dạ là chắc chắn mình mua mình sẽ là hàng lên hai lớp nha mấy chị nha. Một lớp là thế nào nó cũng bị ngứa ha. Cái này sẽ lót lụa bên trong cho mấy chị này. Nó sẽ tặng kèm cho một cái tang nha mấy chị nha. Tang rất là đẹp luôn. Chỉ có 99.000, hàng NT Closet luôn. Cái này bầu bí bông trang vô tư dùng em, lên liền cho em mã dùng cho em mã 10 11 dùng cho em, 99.000 dùng cho em này. Lên liền cho em mã 11 99.000, có khóa kéo phía sau dùng cho em luôn. Con này nó sẽ là váy dạ nha mấy chị nha. Đây mấy chị, cứ dùng cho em mã, dùng cho em mã 11. Lên liền cho em mã 11, lên màu dùng cho em. Em có màu kem và em có màu đen. Á lục màu kem với màu đen nha. Kem nha chứ không phải trắng nha chị nha. Kem. 11 kem màu kem đen 99.000 lấy giúp em đi ạ. Lên liền cho em mã 11, lên màu. Rồi chốt liền cho em mã 12. Đen cho dịu dịu. Rồi lên liền cho em mã 12 149.000. Trời ơi cái này chốt này Lê Ngọc Anh Dung. Chốt con này xinh lắm luôn á. Con này mấy chị mua trong hàng 11 đó là màu kem gì Duyên Dương ơi. Màu kem nha chứ không phải là màu trắng đâu mấy chị. Con này nó sẽ tặng kèm cho mình một cái tag pussy. Đẹp nha. 11 kem Duyên Dương. Cái tag đẹp chưa. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 12. Lên liền cho em mã 12 dùng cho em 12 nha mấy chị nha. Mấy chị ơi cái tay của nó đẹp hiền. Đẹp sắc luôn. Cái này mấy chị mặc váy gì mấy chị gài cũng đẹp hết á. Cái tay này không mấy bà đi mua 50 ngàn rồi nè. Nha có nhiều bạn người ta bán 50 ngàn một cái tay này rồi đó. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 12 đi cả nhà. Lên liền cho em mã 12. 12 lên ở bên Dương hai con. 12 149 lên giúp em ạ. Lên liền cho em mã 12 dùng cho em 149.000. Có được có mấy con thôi cả nhà. Lên liền cho em mã 12 đi cả nhà. 12 nha mấy triệu nha. Hãy nhận được rồi gì dịu ngày mai. Ngày thứ hai đi đơn hãy trừ vào đơn cho ha. 12 149 lên giúp em mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 13 dùng cho em. Lên liền cho em mã 13 cả nhà. Lên liền cho em mã 13. Phải đợi ok với đổi sau lưng đợi chút. Rồi lên liền cho em mã 13 dùng cho em nè. 99.000. Lên liền cho em mã 13 99.000. Con nãy bà chốt đi nha. Mấy con? Có 3 con thôi nhưng mà nó là size S. Nhưng mà chị mặc vừa á chị. 12 149 cho Nguyên Vinh. Nó xinh lắm luôn á, 149.000. Lên liền cho em mã 14 dùng cho em 149.000 chốt đi nha. Trời ơi, ít bữa nữa cái vì những cái hàng này đắt lắm. Bán hàng sale là biết rồi. Không gì Tết là đắt hàng luôn cả nhà ơi, không nhập được hàng sale để chốt đâu. Rồi lên liền cho em mã 14 dùng cho em 149.000. 14 Bảo Ngọc 392. Rồi lên liền cho em mã 14 dùng cho em 149.000. 14 cho Lê Ngọc Anh Dương hai con. Rồi hết rồi mấy chị ơi. Hết mã 14 cái gì nhỉ? Nè hãy có set nào chị nào mà đi làm thì mấy chị lấy ngay vào luôn nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 15 dùng. Hết mã 14 rồi chị Phan Nhi ơi. Rồi lên liền cho em mã 15 149.000. Cái con này cái chân váy là không đẹp, em không lấy tiền mấy chị luôn. Chân váy thì mấy chị có thể tắt riêng ra mặt được luôn. Một con chân váy dài cho em. Một con chân váy dài nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 15. Lên liền cho em mã 15 size. Nhưng mà 15 này em chỉ có được size S thôi cả nha. 15 size S dùng cho em nha. 149.000. Đẹp quá à. Chẳng qua cái chân váy hả chưa có ủi đó. Mê lắm luôn á cả nhà. Kèm cho mình một cái tag nè. Lên liền cho em mã dùng cho em ha. Mã 15 dùng cho em 149.000. Chân váy là chân váy dài luôn cả nhà. Về mấy bà tận dụng đi làm cũng đẹp luôn. Áo của nó sẽ là áo tơ nha. Tay là tay bồng cho mình luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 15 dùng cho em. Chốt liền cho em mã 15 nha cả nhà nha. 149.000 dùng cho em. Lên liền mã 15 149 lên giúp em đi ạ. Lên liền cho em mã 15 149.000. Em bán cái con áo này luôn ha, 149. Mã 15 149 lên giúp em mấy chị ơi. Cho em mã 16 size M nhưng mà con này em được có 5 con thôi. 5 con nha, em nhập trong hàng sale nên là mới có giá này cho mấy chị đó. Rồi mấy chị chốt thì 149.000 một con áo khoác dạ dùng cho em. Hàng hai lớp luôn, chuẩn hàng nhà TS cho Hải này. Nhà TS thì size M có mấy con thôi, vài con thôi nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 16 dùng cho em 149.000 size M dùng cho Hải. Em nhập ở trong đây mới có giá này đó cả nhà ơi. Chứ còn áo khoác nó sẽ đắt hơn nha. Áo khoác nó sẽ đắt hơn những cái hàng mà ví dụ như hàng váy xếp 16 hai con Lê Ngọc Bánh Dương hai lớp cho mình này. Nên là mấy bà yên tâm về chốc nha.
16 thu thu. Lên liền cho em mã 16 dùng cho em 149.000 thôi, chốt lẹ đi cả nhà. Chốt nữa. Lên mã 16 có 149 lên giúp em nha. Lên liền cho em mã 16 149.000, có được có vài con thôi. Còn hai con mã 16 cuối cùng giờ lấy cái liền giúp em nha. Lên liền cho em mã dùng cho em nè. Cứ dùng cho em mã 17 dùng cho em nè. Chốt liền cho em mã 17 xếp vàng 149.000 hàng nhà Minh dùng cho em ha. Cái hàng này mấy chị, lúc mà bữa nay mấy bạn mới lên cái mẫu này ha, còn hàng người ta bán đắt lắm. Ghi dùng che mã dùng 16 cho chị Hiền Hiền 715. Rồi lên liền che mã dùng che mã 17 dùng cho em. Chốt liền che mã 17 xếp vàng. Con này mấy chị nào mà 60kg mang vừa cho em luôn ha. 60kg mang ok la luôn. Giờ lấy thì chốt liền che mã 17 dùng cho em 149.000. Lên liền che mã 17 149 cho mấy chị đi nha. 17 đi cả nhà, 149.000. 17 xếp vàng 149 lên giúp em đi ạ. Lên liền che mã dùng cho em mã 17 dùng cho em. Lên mã 17 xếp vàng 149 giúp em đi mấy chị ơi. Lên liền cho em mã 17 xem like chấm bài tương tác dùng cho em. Xem like chấm bài tương tác tên nha mấy chị nha. Rồi bắt đầu sẽ lên hàng nha. Còn một con à. 16 còn một con à. 16 em còn một con. Rồi xếp vết mã 18 dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã 18 149.000 nguyên một cái xếp vết đẹp mê ly luôn mấy bà. Nha, đẹp xuất sắc luôn. Hàng chuẩn chỉnh cho mấy chị là hàng nhà TS dùng cho em. Mỗi tội con này em về được size S thôi. Eo mấy chị eo 68 ok la dùng cho em ha. Áo là sẽ có túi cho mình nè. Mấy chị áo của nó trên vai là có sẽ có cầu vai ha. Xong mà kèm quần cho mình. Bằng hãy đi nhập một con áo vest thôi cả nhà. Size cho mấy chị 52kg đổ lại dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em là mã 18 dùng cho em. 18 nha mấy chị nha. 149.000 xịn lắm luôn á cả nhà. Siêu siêu đẹp nha. Rồi chốt liền cho em mã dùng cho em mã 18 dùng cho em. 18 size S đi cả nhà, set vest 18 giai lộ MB. 18 set vest nha mấy chị nha, 149.000 mấy bà ơi. Lên mã 18 cho em 149.000 nha. Xong hãy còn kèm cho mình một con quần nữa, nguyên cái set vest luôn bán 149.000. Và xem lại bà chốt cái set này liền đi, quá trời rẻ luôn. Quá là hời luôn nha mấy chị nha. Về tách riêng mặt cũng được, mặt chung cũng được nha. Rồi lên liền cho em mã 18 dùng cho em 149.000. 18 set vest cho chị Tuyết Sang. Lên liền cho em mã 18 149.000. Đẹp lắm mấy bà ơi. 18 cho Vân Anh Chu. Rồi cái dùng cho em mã này là mã 19 dùng cho em nè, 189.000. Rồi lên liền cho em mã 19 dùng cho em 189.000. Em có caro đen và em có caro nâu nha mấy chị nha. Caro đen và caro nâu nè. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 19 dùng cho em. Lên màu dùng cho em. Chị Tạ Thu Phường gì đâu muốn hàng nhà em không nghe máy. Mấy chị cọp giúp em 200 vào tài khoản đi rồi chốt quý chị nhá. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè cả nhà. Lên liền cho em cái mã này là mã 19 nha cả nhà nha. Mấy chị lên màu dùng cho em. Con này 55kg mình mang được luôn cho Hải luôn. Hải có màu caro nâu và caro đen dùng cho em. Caro nâu và caro đen ha. Cái set này mấy chị xem, mấy chị xem những bạn nhận order cũng biết thì hàng 300 mấy ngàn một set đó. Rồi chờ lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em. Cứ dùng cho em mã này là mã 19 kèm màu dùng cho em. Caro nâu và caro đen 189.000 dùng cho em. 189 nha mấy chị nha. Lên màu dùng cho em. Khách mới mã kèm số điện thoại nha cả nhà nha. 19 mấy chị kèm màu caro nâu caro đen lên giúp em 189 ạ. Cái dùng cho em mã dùng cho em caro đen và caro nâu dùng cho em, giá là 189.000. Rồi dùng con áo khoác dạ đó chị Lan nha. Còn size gì em? SM. Rồi con này em có SM. SM nha. Lên liền cho em mã 20 ngay giá nè. 159.000. Cái này chốt đi cái gì quên rồi. Em Ngọc Anh Dương chốt đi. Đẹp lắm luôn á. Cái này là mấy chị mang đi Đà Lạt nè. Nha mấy chị nha. Tết mấy chị mang cũng được, Noel mang cũng đẹp nữa. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 20. Em có size F và size M. Em like mấy chị 159.000. Cái này là thật sự luôn. Em nhập được xe em mới bán giá này nha mấy chị nha. Chứ còn không bao giờ like được cái áo dạ mà bán 159.000. Có nước thôi luôn mấy bà nghe. Nè. Chị Nguyễn thì trong chị cọp rồi đó, chọn chị nha. Lót nha mấy chị nha. Caro là mấy chị 55kg đổ lại á chị. Rồi lên liền cho em mã 20 dùng cho em. Size F và size M hả nhỉ? F và M nha mấy chị nha. 159.000 dùng cho em. 159 nha cả nhà nha. Chốt liền cho em mã dùng cho em mã 20 dùng cho em. 20 159 áo khoác dùng cho em nha. Áo khoác dạ hàng hai lớp, hàng Quảng Châu luôn cả nhà. Hàng Quảng Châu nha, form rất là đẹp luôn. Chờ lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em mã 20.
20 159 ngàn lên size dùm em. 20 là như em size M nguyên chỉnh 159. M dùm cho em. Lên liền cho em mã 20 kèm size luôn. Rồi chốt là dùm cho em mã 21 119 ngàn hàng LNG luôn cả nhà. Cái này là bộ nha mấy chị. 20 kèm size là giúp em 159 đi ạ. Kèm cho mình quần nữa mấy chị. Trời ơi cái quần nó đẹp mấy bà ơi. Rồi chốt liền cho em mã dùm cho em mã 21 20 size M Văn Anh Châu. Cái con này là mấy chị nào mà 65kg mấy chị mang cũng vừa cho em luôn ha. Em tặng mấy chị 100. Chị Văn Anh Châu ơi chọn thêm thì cọc giúp em 200 và tài khoản như là chốt chị nha. Mã 21 119 ngàn lên đi cả nhà, đừng bỏ qua cái mã này. Em like 119 ngàn ở ngoài mấy bà mua cái áo đen mã 19 189 ngàn cho Văn Anh Châu. Cái áo đã là hàng 106, 107 rồi. Đây là em bán nguyên set luôn nha mấy chịu nha. Like mấy chị 119 ngàn. Nhà em là hàng LNG luôn. LNG nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 20 dùng á lộn. Mã 21 dùng cho em. Chốt về dùng cho em mã 21 nha. 119 ngàn. Quá trời đẹp luôn khách ơi. 21 dùng nguyện 119. 119 ngàn. Quá đẹp quá rẻ luôn đó. 21 vi khánh 119. Rồi lên liền cho em mã 21 119 ngàn. Lên mã 21 lên giúp em 119 đi ạ. Lên liền cho em mã 21 Hoa Nguyễn 119. Rồi lên liền cho em mã 22 size M 149 ngàn. Một con áo sơ mi hàng nhà bôn nè. 21 cho Hồng Nhật 119. Rồi xong hãy kèm cho mình một con chân vái nè. Một con chân vái nha, nguyên set luôn. Con này nó sẽ là quần bên trong. Nguyễn Thị Thu Hoàng kết mới mà kèm số điện thoại lên giúp em ạ. Đây nó sẽ là con quần bên trong nè mấy chị nè. Nha, nó sẽ là quần bên trong cho mình. Nhưng mà em tâm đắc cái con chân vái này lắm luôn đó cả nhà. Nó rất là đẹp nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã 22 size M dùng cho em. Áo của nó là áo sơ mi trắng. Cho Nguyệt Đặng 845. Sơ mi trắng nút bọc luôn. Lên liền cho em mã 22 size M 149 ngàn hàng nhà bôn nha. Em bán cho mình là hàng lộ 1 này cả nhà. Hàng nhà bôn dùng cho em. Khách mới mã kèm số điện thoại dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 20 22 đi cả nhà. Lên liền cho em mã 22 size M nút bọc mấy cả nhà. Nút bọc này đẹp không? Tại có được có 3 set thôi, ít quá cả nhà. Ông bác giả xe S lúc nãy mã 20 cho Mai Trần. Rồi lên liền cho em mã 22 là em có size M. Em có size S luôn. Thôi là chị mặc size S thì lên dùng cho em mã 22 size S nè. Có một set size S, 22 có một con S ha. Giờ lấy 22S thì chốt 22S dùng cho em. 22 lên size dùm em. 22 mấy chị kèm size SM lên giúp em ạ. 21 hết rồi mấy chị ơi, 22 xem. 20 hết rồi mà hồng nữa rồi, xem mờ không mày. 20 là chị Văn Vây léo quá dạ hồng đúng không chị ơi? Rồi chị lấy 22 lên size dùm em ha, 22 em có S có M luôn á. Rồi lên liền cho em mã 23. 22 cho Linh Mi Mi xem mờ. Rồi lên liền cho em mã 23, 119 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 23, 119. Em nhắc đi nhắc lại mấy chị rồi, em like là hàng lộ 1 cho mấy chị nha. Nhưng mà em cam kết luôn giá em rẻ hơn, bán cho mấy chị rẻ hơn ngồi thị trường. Hàng lộ 1 giá tầm khoảng 100-200 ngàn một set luôn đó nha mấy chị nha. Set này nè mấy chị, hàng đây mấy chị, size M dùm 23, 119 lên cho em ạ. Lên liền cho em mã 23, 119 ngàn. Cam kết cho mấy chị luôn hàng. Ôi, chị Phong Vy nha. Đẹp xuất sắc luôn, mấy chị kèm dùm cho em nè. Một con áo của bè qua, xong rồi kèm cho mình một con quần. Con này mấy chị nào mà 58kg mang vừa cho em luôn. 58-60kg mang vừa luôn ha. 119 ngàn. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 20 23 23 Nguyễn Phương Hàm. Lên liền cho em mã 23 119 ngàn. Cái set này xinh lắm đó cả nhà. Hàng đẹp đó, không phải là hàng thường đâu nha. 23 set nâu 119 lên giúp em ạ. Lên liền cho em mã 23 đi cả nhà. 119 ngàn. Lên liền cho em mã 23 21 hết rồi chị Nguyễn Sally ơi. Lên liền cho em mã 23 dùng cho em 119 ngàn dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 24 149 ngàn, em có một set thôi. Lên liền cho em mã 24 nha cả nhà nha, 149 ngàn. Em ơi dục hàng nhiều quá chút. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 20 24 dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho Hải nè. Lên liền cho em mã 24 dùng cho em đi cả nhà, 149 ngàn set sọc xanh dùng cho em. Lên liền cho em mã 24 24 set sọc xanh 149 lên giúp em ạ. Lên liền cho em mã 24 set sọc xanh dùng cho em 149 ngàn, 60kg đổi lại mang vừa. Rồi con này em về được 24 set sọc xanh lên giúp em mấy chị nhá. Hàng tao bao nha, con này thì được có 2 set thôi. Con này em bóc hình rồi nha, mấy bạn cứ inbox. Nhưng mà thề luôn, inbox là em không có biết là hiện tại là em về được cái size gì nha mấy chị nha.
em về là biết em về mẫu đó đó, nhưng mà chưa kiểm sai được cả nhà, tới khi like mới biết được nha, mới chịu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, mã 20-25 dùng cho em nè. 25 con này mấy chị 52 cái đổ lại eo 68 quay đầu dùng cho em ha. 149.000 dùng cho em, set dùng cho em. Vải rất là đẹp luôn. Đúng được hai con duy nhất nha, không có nhiều cả nhà ơi. Tại vì bóc hàng sale. Lên liền cho không em. Không có nhiều miễn sale lên mã 25 lên cho em. Lên liền cho em mã 25 dùng cho em. Chị nào theo dõi của em biết em có đăng hình cho mấy chị hàng như thế nào là hình y như 25 chai lọ MB 149. Lên liền cho em mã 25, hai set. 25 cho Thu Thu Hồ 149. Rồi chốt liền cho em mã 26 size gì? Hết mã 25 à. Rồi lên liền cho em mã 26, em có cho mình là size M dùng cho em 159.000, rẻ hiền. Bán một con áo dạ 159.000 mấy chị ơi. Dạ ok chị Văn Quy nha. Rồi con này em có cho mình size M, em có hai con thôi. Hai con nha. 159.000, chốt liền cho em mã dùng cho em mã 20-26 dùng cho em. Lên liền cho em mã 26 size M nha cả nhà nha. 55kg đổ lại men ok. 159.000 một con áo khoác dạ mấy bạn, có cầu vai cho mình, có cầu vai nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 26. 26 lý em 159 khoác dạ màu trắng sữa. Màu trắng sữa cả nhà. Lên liền cho em mã 26 159.000, đẹp rẻ cả nhà. Rồi con này em sẽ lên cho mình 26 bồ công anh 27. Em có cho mình là size F và size M, nên chốt cái con yếm này nha mấy chị nha. Chị nào có con gái mua cho con gái mang cũng dễ thương. 26 bé nhỏ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 20-27 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 27 đi cả nhà. 27 là yếm dùng cho em nè, size F và size M 149.000. Lên liền cho em mã 27 lên size dùm em, SM nha. Tặng kèm cho mình một con áo ống nè. Đây, có cho mình một con yếm quần. Mình có thể mang dài thì mình tăng đơ xuống nha mấy chị nha. Tăng đơ dùng cho em nè. Quần này mấy chị nè. Văn Anh Chu 200. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 27 yếm dùng cho em. Em có size cho mình là size S, size M, chuẩn hàng của Nina Lê bán luôn. Cảm ơn. Okay, rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè mấy chị nè. Chốt liền cho em mã 27 lên size dùm em. Size S, size M, yếm xanh dùng cho em, dễ thương lắm cả nhà ơi. Yếm này quá là hot luôn, hàng nhà TS dùng cho em nè. Đẹp chưa? Lên size 27 kèm size SM dùng cho em. Lên liền cho em mã 27 kèm size. Size S và size M dùng cho em. Lên liền cho em mã 27 kèm size dùm em. SM đi cả nhà. 149.000 lên size nha. Rồi lên liền 27S đến mỏng thường vi. 27 cả nhà kèm size luôn, size S, size M. 27S cho chơi lò MB. Rồi siêu phẩm dùng cho em 28. 27 kèm size lên giúp em ạ. Rồi chốt liền cho em mã 28 lên size dùm em, size S, size M luôn 147. 27S cho Vân Vy. Rồi lên liền cho em mã 28 kèm size SM 149.000 dùng cho em mấy chị ơi. Nhìn dùng cho em cái con nút của cái hàng vest này đi cả nhà. Nút của nó này. Đây nó sẽ có cầu vai cho mình luôn và nó sẽ kèm cho mình một con quần bên trong này. Một con quần đen mấy chị. Một con quần đen lưng cao bên trong này. Kèm cho mình một con áo mấy chị, áo cổ vest luôn, nút rất là đẹp mấy chị. Lên liền cho em mã dùng cho em nguyên set nha mấy chị nha. Rồi chốt liền cho em mã này là mã 20. 28 dùng cho em, size S và size M nha, 149.000 mấy chị. Nguyên set nha cả nhà nha, áo này mấy chị nè. Hàng này mấy chị, đẹp chưa, xuất sắc luôn ấy. Nút của nó này mấy chị nè, đẹp lắm. Lên liền cho em mã 28 lên size SM dùng cho em. Cái dùng cho em mã 28 kèm size SM 149.000 hàng nhà Bôn nè. Một con áo vest nha, tặng kèm cho mình một con quần bên trong luôn. Áo vest dáng dài. Áo vest dáng dài nha. 28 kèm size SM 149 lên giúp em ạ. Lên liền cho em mã 28 kèm size size S với size M dùng cho em. Cái set vest đó hàng đẹp lắm mấy chị. 27 em chỉ còn size M thôi chị tặng Nga ơi. 27 chỉ còn M mấy chị ơi. S thôi à. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 29 size S 159.000. Có được có mấy con thôi cả nhà, cái này em bóc được sale đó 159 nè. Nó sẽ có lên cho mình là một con áo dạ nè mấy chị nè. Áo dạ nha, hàng hai lớp luôn. Nhưng mà con này màu đen chỉ được vài mà hai con đó em. Em được 4 con màu đen, 159.000 size S dùng cho em. Áo khoác dạ màu đen size S nha. Lên liền cho em mã 29 size S dùng cho em, 159 dùng cho em.
159.000 nha. Chiều lấy thì chốt là dùng cho em mã, dùng cho em mã 29 size S dùng cho em. 29 size S nha mấy chị nha, 159.000 rẻ đẹp đó cả nhà ơi. Mùa này mà cầm 159.000 đi mua một con áo khoác này là không có rồi, sẽ không bao giờ có nha mấy chị nha. Hãy like cho mấy chị đó, 159.000. Hàng của nhà em là hàng Quảng Châu ấy, em ôm được sale á. Chiều lấy thì chốt kìm em, bữa nay là không có hàng sale nữa mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 30 dùng cho em này. Rồi lên liền cho em mã 30. Rồi lên liền cho em mã 30 dùng cho em, xếp dùng cho em 149.000. Con này mấy chị nào mà 60kg mang ok dùng cho Hải luôn nè. Rồi lên liền cho em mã 30 dùng cho em. Rồi chốt liền cho em mã 30. 30 nha mấy chị nha, 149.000. Xếp của nó là sẽ là tổ ong nè. Tổ ong nha cả nhà nha. Chốt liền cho em mã này là mã 30 dùng cho em, 149.000. Áo hồi nãy nó là size S đó cả nhà, size S là tầm khoảng 52kg. Áo khoác dùng cho em ha, áo khoác đó nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Dạ kem mã mấy chị ơi? Dạ kem lúc nãy Hải hết rồi, cho chị cái con áo reo ở dưới đó nha. Rồi ghi dùng cho em mã 30 dùng cho em. 30 149 lên giúp em ạ. Lên liền cho em mã 30 149.000. 30 nguyên set luôn cả nhà, quần cho mình nè, kèm áo 149.000. Lên liền cho em mã 30. 30 cho chị Nguyệt Đặng 845. Rồi lên liền cho em mã 31 dùng cho em nè. 100 mấy con rồi hả? 139.000, đúng duy nhất được vài con hết hàng rồi cả nhà. Lên liền cho em mã 31 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 31, 139.000. Áo khoác reo dùng cho em ha. Ở đây của nó sẽ có lót cho mình nè. Lót bên trong nha cả nhà nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 31. 31 này em còn vài con thôi cả nhà ơi. Nha, nên là chị nào lấy thì chốt lẹ dùng cho em. Cũng chứ bà chốt nhiều lắm luôn á, nó còn sót vài con đem ra like luôn á chị. 139.000 lót cho mình nè. Đẹp chưa? Cứ dùng cho em mã, dùng cho em mã 31 này size S thôi. 31 size S thì Thủ Phương Đoàn nha. Vừa đó cả nhà ơi, khoát đấy. 31 Dương Duyên 139. Lấy liền cho em mã 31. Rồi chốt liền cho em mã 32, 149.000. Rồi lên liền cho em mã 32 dùng cho em, 149.000 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 30 mã 32. Lúc nãy, 30 lúc nãy 149 cho Phan Nhi. Rồi lên liền cho em mã 32 dùng cho em 149.000. Nhung nhung khách mới mã kèm sơn thời lên giúp em ạ. Cái chị ơi nhìn dùng cho em một con hàng đẹp nè. 31 139 cho Minh Thu. Nha. Mấy chị tay của nó nè. Nhung nhung khách mới mã kèm sơn thời chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 32, 149.000 nguyên set luôn. Cặp quần của nó nè mấy chị nha, uy tín luôn cho mình luôn, đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã 32. 32 dùng cho em 149.000. Lên liền cho em mã 32 set hoa trà dùng cho em 149 nha cả nhà nha. Set hoa trà dùng cho em, phôm này mấy chị 60kg mang vừa trời. 60kg đổ lại mang ok nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 32, khách mới mã kèm số điện thoại đi cả nhà ơi. Không có số điện thoại không lên đơn được nha. Rồi chiều lấy thì chốt liền cho em mã 32 dùng cho em 149.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã 32. 32 xếp hoa trà màu đen 149 lên giúp em ạ. Lên mã 32 149 với chị ơi. Lên liền cho em mã 32 đi cả nhà. Xem like chấm bài tương tác dùng cho em đó cả nhà ơi. Còn cái này là xếp phép. Quần của nó sẽ là quần dài. Mỗi tổ nó chỉ về được size S thôi mấy bà ơi. 30 33 dùng cho em, 33 size S nha, 159.000 dùng cho em. Ôi nó đẹp, xuất sắc luôn, cái này tiền công mai là không đủ 159.000 rồi đó. Một con quần ống sung dài cho mình mà màu của nó sẽ là màu cam. Màu cam cam kia cả nhà, mang rất là trắng da luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em, mã 30 33 size S dùng cho em, 159.000, xếp phép dài dùng cho em. 33 nha mấy chịu nha, nó sẽ có cầu vai cho mình. 33 dùng 33 cho Mimi Đặng. Rồi lên liền cho em mã 33 dùng 32 cho Vi Dương. Rồi lên liền cho em mã 33 thiệt luôn, 159.000. Mấy bà cứ nghĩ đi, sao mà đủ tiền công mai được bán một nguyên một cái set này luôn á. Không ai bán được cái giá này đâu cả nhà ơi. Nha, mấy chị đi lấy sĩ, mấy chị cũng thừa biết nó quá là rẻ luôn. 33 lấy cho em 159 mấy chị ạ. Lên liền cho em mã 33 dùng cho em. Lên liền cho em mã 33 nguyên một cái set vest luôn nè mấy chị, hàng nhà TS đó cả nhà. TS nha, 159.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em, mã 33 dùng cho em. 33 159 lên giúp em nha. Lên liền cho em mã 33 dùng cho em. Em báo size S đó cả nhà ơi.
Rồi lên liền cho em mã 33. Rồi lên liền cho em mã 34 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 34 dùng cho Hải này. 34 nha cả nhà nha. 149.000 size S luôn cả nhà. Rồi lên liền cho em mã 34 size S 149.000. Con này cho mấy chị 52 cái đổ lại dùng cho em. 52 cái đổ lại nha, xếp siêu phẩm luôn, em like mấy chị 149.000. Mấy chị nhìn cái tái dùng cho em. Đẹp không? Cái áo này của nó rất là đẹp luôn mấy chị. Áo đẹp xuất sắc luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 30. 34 dùng cho em. Lên liền cho em mã 34 đi cả nhà. 34 size S nha, quần đẹp nữa cả nhà. Ôi áo của nó cũng đẹp. Áo sơ mi rất là đẹp nha, tay của nó sẽ là tay bồng. Ở đây của nó sẽ có cho mình cái vạt này. Cái vạt sơ mi nha cả nhà nha. Cái vạt cổ của nó này, dài đến đây luôn. Kèm nút. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 30. 34 dùng cho em. Lên liền cho em mã 34 size S dùng cho em 149.000 nha. Quần đẹp quá cả nhà ơi. Quần đúng đẹp luôn, tay kèm cho mình nè. Rồi chiều lấy thì chốt liền cho em mã 30. 34 đi cả nhà. 34 size S cho mấy chị yêu nha. 149.000. Rồi lên liền cho em mã 34. Mấy chị ơi xem like chấm bài dùm em lên giúp em đi ạ. Xem nó có bị ẩn hay là gì không mấy chị. Xem like chấm bài thương tái chia sẻ like lên giúp em mấy chị ạ. Đừng bỏ đủ con ơi. Mấy chị ơi xem nó có bị ẩn tương tái gì không. Tự nhiên cái mã đó nó đẹp mấy bạn ơi. Mà tự nhiên không lấy 34 149 lên giúp em mấy chị ạ. 34 dùng cho em 149.000. Lên liền cho em mã 34 dùng cho em 149.000 dùng cho em. Xem like chấm bài tương tái lên cả nhà. Dạ 52kg vừa. Rồi lên liền cho em mã 35 dùng cho em. 35 nha, 119.000. Cái này là thích dạ mấy chị. Nhưng mà nó, hai màu nó sẽ khác nhau nha. Màu hồng với lại màu xanh. 349 cho Lê Quỳnh. Đây mấy chị, màu hồng của nó sẽ là đây, dây nè. Dạ mấy chị, còn con này màu xám của nó sẽ là đây, chị nào lấy thì chốt liền cho em. Hai màu khác, hai kiểu nó khác nhau ha. Rồi ở cầm hai cái lên like luôn mấy chị luôn. Rồi lên liền cho em mã 35 dùng cho em. 35 là em có màu xám nè mấy chị. Và em có màu hồng. Chờ lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em. 35 mấy chị lên màu dùng cho em. Màu xám màu hồng dùng cho em 119.000. Hàng NT Closet dùng cho em. Màu hồng là size S nha cả nhà nha. Màu xám là size M dùng cho em. Chờ lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em. Mã 35 dùng cho em. 35 mấy chị kèm màu 35 xám màu 19 nha tôi thua. 35 lên màu xám với màu hồng dùng cho em. 119.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em. 35 kèm màu lên giúp em xám màu 119 đi ạ. 35 kèm màu dùng cho em. Màu xám với màu hồng dùng cho em. Xám hồng nha mấy chị yêu nha. Rồi lên liền cho em mã 37 sao gì em. Rồi lên liền cho em mã 37 đầm nhung dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã 37 lên size dùm em. Size S, size M dùng cho em. Rồi chốt liền cho em mã 37 kèm size SM 149.000. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Thúy Anh lấy xếp mã 34 size đúng không chị ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 30. 37 dùng cho em nè. 36 nè. Rồi lên liền cho em mã 37 lên size, size S, size M dùng cho em. 34 cho Thúy Anh. Rồi size S với size M nha cả nhà nha. 149.000. Lên liền cho em mã 37 lên size. 37 chị kèm size M 149 cho em. Chị Phạm Nhi ơi nhẹ không có size 60kg nha mấy chị nha. Hàng đầm xuân mới có 60kg được cả nha. Rồi lên liền cho em mã dùng. Hai con SM cho Lê Ngọc Minh Dương. Rồi lên liền cho em mã nè mấy chị. Rồi lên liền cho em mã 38. Rồi chốt liền cho em mã 38. 37 em chỉ còn size S thôi ạ. Rồi lên liền cho em mã 38 size M 149.000. Size này đẹp quá cả nhà ơi. Xếp này đúng đẹp luôn á. Lên liền cho em mã 38 size M dùm cho em. Có bảy chú Hoa Hồng xếp thôi. Rồi lên liền cho em mã 38 size M. Đó nó đẹp mấy bà ơi. 38M nha. Một con sơ mi. Từ cái nút của nó cũng đẹp. Xong rồi kèm cho mình một con chân váy dài không sợ luôn. Rồi lên liền cho em mã 38 size M dùm cho em. Chân váy cũng là size chân váy dài nhưng mới chịu nha. Size M đúng không em. Rồi lên liền cho em mã 38 kèm size SM dùm cho em. 38 lên size nha cả nhà nha. Size S và size M dùng cho em. Một con chân váy dài kèm cho mình một con sơ mi trắng. Tay của nó này mấy chị, tay của nó sẽ là tay bồng á cả nhà nha. Tay bồng này kèm cho mình nút này. Đẹp không cả nhà ơi. Đẹp từ cái nút nha cho tới cái chân váy luôn. Hàng rất là xịn luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em. Mã 38 lên size dùng em. 38 là mấy chị kèm size dùng cho Hải Hiền. Size S và size M luôn. Chân váy của nó sẽ là chân váy dáng dài.
chân váy dáng dài nha, chốt liền cho em mã 38 kèm size dùm em. 38 kèm size M 149 lên giúp em chưa? Lên liền cho em mã 38 kèm size dùm em, size S và 38 size M. 38 size M Tùng Vi. 38 lên size S M dùm cho em. Ờ buồn. Rồi lên liền cho em mã 39 này, 39 đẹp nè mấy chị. 39 mấy chị lấy lại nha. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em đi cả nha. Chị coi like là chốt với em chị Phan Nhi nha. Rồi lên liền cho em mã 39. Rồi 39 này em có được size S 149 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 39 size S size M đi cả nha. Rồi lên liền cho em mã 39 kèm size dùm em. 39 lên size nha, size S size M em tặng chị 149 ngàn một con đầm phong dài cho hãy lên. Phong dài nha mấy chị ơi nha, đẹp lắm. Cái vai của nó mấy chị nè, ở đây phía trước của nó sẽ là phố ren nha mấy chị ơi nha. Hàng của nó sẽ là hàng nhà TM Design này. TM nha cả nhà nha. Lên liền cho em mã dùng cho em, mã 30 39 dùng cho em. Lên liền cho em mã 39 kèm size vô cả nhà, size S với size M nha. Lên liền cho em mã 39 kèm size. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, mã 39 lên size dùng em. Cái đầm này nó đẹp quá cả nhà ơi, phong nó dài lắm, đẹp xuất sắc luôn á mấy bà. Chốt liền cho em mã dùng cho em, mã 30 39 lên size dùm em. Ủa cái đầm này tự nhiên nó bị ế mấy bạn. Đầm dài nha, 39 kèm size SM lên giúp em chị bé nhỏ ơi. Ôi nó đẹp xuất sắc luôn đó mấy bạn. Ở đây mình mặc lên mình sẽ cọc cái nôi nha. 9 size M bé nhỏ. Lên liền cho em mã dùng cho em. Bữa nay cái line nó sao cả nhà. Rồi lên liền cho em mã 39 kèm size dùm em, size S size M dùm cho em. Cứ dùng cho em mã 39 kèm size SM 149 nha. Đẹp xuất sắc luôn, một con đầm phong dài cho Hải này. Phong dài nha, nó sẽ phối cho mình nè. Đẹp quá ha, đáng tiền lắm mấy bà, 149 ngàn. Rẻ quá trời rẻ luôn. 39 mấy gì kèm size SM là chứ em mấy gì ạ? Lên liền cho em mã 39 kèm size SM dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 40 dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã này là mã 40. 40 này có cho mình là size M, một con đầm body 149 ngàn. Con này mình cọt lên nha mấy chịu nha, cọt lên cổ dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã này là mã 40 dùng cho em. Lên liền cho em mã 40 là một con đầm body nha mấy chị ơi nha. Một con đầm body dài luôn cho Hải luôn. Nó sẽ có cái phần trước này nè, mình sẽ cọt lên nha mấy chị ơi nha. Form của nó là sẽ là form xè nhẹ dưới. Lên liền cho em mã 40 dùng cho em. Lên liền cho em mã 40 149 ngàn. 40 lên cho em 149 ạ. Lên liền cho em mã 40 dùng cho em 149 ngàn. Sách em mang còn cả nhà, sách em mặc còn. 39 không có size L mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã 41 lên size dùm em, size S size M dùm cho em này. Rồi lên liền cho em mã 41 kèm size SM 149 ngàn xếp dạ. Cái con này là hàng xếp dạ nhưng mà hàng em về nhà hàng TS này. Cái này em cũng có bán cho mình một lần rồi, một lần nha, nhưng mà hàng khác. Còn đây là hàng nhà TS nó sẽ đẹp hơn nha mấy chị nha. Nếu mà chị nào lấy sỉ mấy chị thừa biết luôn, những cái hàng nhà TS này hàng chuẩn cho mấy chị luôn ha. Rồi cái dùng cho em mã 41 lên size dùm em có size S và size M. 41 lên size nha mấy chị nha, SM dùm cho em 149 ngàn. 41 thì em. Lên kính mới mà kèm sơn thở lên giúp em đi ạ. 41 kèm size lên SM lên giúp em đi hả? 41 dùm cho em kèm size vô chạy. Em có size S và size M 149 ngàn, 149 nha, hàng nhà TS dùm cho em. Cái nút nó 41 size M thu thu hồ. Rồi lên liền cho em mã 41 kèm size dùm em, size S và size M dùm cho em. 41 size M lên mi mi. Lên liền cho em mã 41 kèm size SM. Rồi lên liền cho em mã 42 là dùm ống. Dùm ống size M nha. Dùm ống dài size M đẹp 41 quá. Size M Trần Thảo 076. Rồi lên liền cho em mã 42 dùm ống size M dùm cho em. Đẹp quá cả nhà ơi. Con này mùa này mấy bà mặc khoác á, khoác dạ nè. Hàng TS luôn cả nhà. Rồi đúng đẹp luôn á, một con dùm ống á cả nhà, nhưng mà của nó là dài phung sung nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 42. Lên liền cho em mã 42 dùng cho em, 42 size M. Lên liền cho em mã 42 size M dùng cho em, 149 ngàn, đẹp quá. 42 chứ đúng không? Rồi lên liền cho em mã 42 size M dùng cho em, 42 M nha. Có vài mã 38 lúc nãy size M cho chị à. Thì lên 385. Rồi lên liền cho em mã 42 size M 149 ngàn. 42 mm đặn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em,
mã 43 size S size M 149.000. Rồi lên liền cho em mã 43 size S size M 149.000. Size này ai cũng hỏi em hết nha. Ai hôm nay em like rồi mấy chị chốt đi nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 43 lên size dùng em. Lên liền cho em mã 43 kèm size. Em có size S và size M 149.000 lên lại cái set này nè. Quần của nó sẽ là quần túi hộp cả nha. Quần túi hộp nha mấy chị nha. Kèm cho mình một con áo. Con áo này về mấy chị mặc riêng cũng đẹp. Quần mặc tách riêng cũng đẹp nha. Mấy chị mua set là mấy chị được hời như vậy. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 43 lên size. Size S và size M dùng cho em. Lên liền cho em mã 43 kèm size nha. Xem like chấm bài tương tác lên với cả nhà ơi. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 43 kèm size. S và M nha mấy chị nha. S 52kg, M 55kg dùng cho em kèm size luôn. Cái set này đẹp. 43 kèm size S M lên cho em ạ. Lên liền cho em mã 43 kèm size S và size M dùng cho em. 149.000 dùng cho em. 149 nha mấy chị. 43 size M đến phường. Rồi cái nút của nó đẹp quá cả nhà ơi. Rồi cái quần nó cũng đẹp nè. Lên size cả nhà. Size S và size M dùng cho em. Lên liền cho em mã 43 kèm size S M dùng cho em. Kèm size luôn cả nhà. 43 kèm size SM lấy cho em 149 mấy chị nhỉ? Rồi chốt liền cho em mã 44 dùng cho em nè. 44 sẽ là size S và size M luôn 149 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 44. Dạ, duyên trần sĩ hay sao mày tròn cả hai size luôn chưa? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 44 lên size SM dùng 43 size M Long Pha Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 44. 44 mấy chị kèm size vô cho em ha. Size S size M 149 ngàn. Lên liền cho em mã 44 xích xanh dùng cho em mấy chị nhìn dùm em hàng nè. Nó sẽ là hàng hai lớp nha cả nhà nha. Chân váy nó sẽ là có quần bên trong cho mình luôn. Set GG dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 44 kèm size dùng em. Rồi lên liền cho em mã 44 lên size size S size M dùng cho em. Ở đây của con này nó sẽ có cầu vai cho mình nè. Hàng đẹp đó cả nhà ơi. Từng cái nút của nó sẽ rất là chỉnh chu luôn nha. Rồi lên liền cho em mã 44 lên size dùng em. 44 kèm size S M. 43 bên chỉ còn size S thôi mấy chị ạ. Rồi lên liền cho em mã 44 chân váy có quần bên trong size S size M dùng cho em. Lên liền cho em mã 44 kèm size S M. 44 size M cho chị. Trần Thảo chị S. 44 size M Trần Thảo. Rồi lên liền cho em mã 45 dùng cho em nè. Rồi chốt liền cho em mã 44 size M Linh Mi Mi. Rồi lên liền cho em mã 45. 44 hết M rồi chị Linh Mi Mi ơi. 44 anh còn xé thôi ạ. Rồi lên liền cho em mã 45 dùng cho em. 45 size M dùng cho em 129 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 45 129 size cho mấy chị 55kg đổ lại dùng cho em một con đầm. Con này mình mặc lên nó giống như là mình mặc cái xé tắt mấy chị. Ở đây nó sẽ làm cho mình, mấy chị thấy không? Rồi mặc nó sẽ ôm ngay cái bụng nha. Nó làm cái vạt này mấy chị. Rồi chốt liền cho em mã dùng cho em mã 40 45 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 45 45 dùng cho em ha, 129 ngàn. Xinh lắm, con này mấy chị mang về thể thao cũng hợp lắm nghe. Không hợp luôn á. Rồi chiều lấy thì chốt liền cho em mã 45. 45 lấy cho em 129 nha. Lên liền cho em mã 45 dùng cho em 129 ngàn. 45, 129 có được có 2 con thôi. Rồi chốt liền cho em mã 46. Con này bữa trước là lên màu xám nha. Bây giờ là lên cho mình màu đỏ hè. 189 ngàn. Ghi dùng cho em mã 40. 46 dùng cho em, 189, quần là quần màu đỏ dùng cho em, kèm cho mình áo luôn. Sáng này bữa trước là có lên cho mình là áo màu xám, quần màu đen nha. Hôm nay em lên cho mình là áo của nó là màu đen, chữ đỏ ha, quần đỏ luôn, đẹp quá. Em mấy chị, rồi hàng miên dùng cho em nha mấy chị nha. Chị hàng hàng, lấy đơn hàng của mình em gửi về địa chỉ cho mình và trừ cho chị 100 ngàn tiền cọc đó rồi chị hả? Rồi cứ dùng cho em, mã dùng cho em nè. Lên liền cho em, mã này là mã 40. 48 dùng cho em, quần nha mấy chịu nha, quần là quần ống suông dùng cho em. Quần ống suông nha mấy chịu nha, kèm cho mình một con áo. Lên liền cho em mã 48, 189 ngàn, có được có 2 set, 3 set gì đâu mấy chị ơi, cái áo này đẹp quá à. Mày sẽ cọt dây phía sau này cả nha. Cái dùng cho em mã 40, mấy em? Mã 48 à. Rồi chốt cái dùng cho em mã 48 dùng cho em, áo này mấy chị. Kèm cho mình quần này, đẹp lắm. Size S, size M, size L mang ok luôn nha. 48, 189 ngàn. 48 à, Duyên hết mới mã kèm số điện thoại lên giúp em đi ạ. Rồi cái dùng cho em mã 49 dùng cho em. 48 cho xung 7 màu. Rồi lên liền cho em mã 49 size thể thao 189 ngàn. 48 cho Ái Hiệp Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 49 189 ngàn size thể thao dùng cho em. Hà Hà Duyên mã kèm số điện thoại lên giúp em chị nha. Rồi cái dùng cho em mã 49 size thể thao nha.
Con này thì mấy chị 55kg đổ lại dùng kem thì 189.000. Cái dùng kem mã 49. 48 hình trang. Rồi lên liền kem mã 49 dùng kem 189.000 sẽ thể nào hàng Umi nha. 189.000 mà viện mấy bà nhận hàng đi, hàng rất là đẹp luôn. 49 dùng kem. Rồi lên liền kem mã dùng kem mã 49 dùng kem. 48 cho Hà Duyên. Sẽ thể nào Umi nha, 189.000. Cái dùng kem mã 49. 49 đi cả nhà, 189.000 sẽ thể nào dùng cho hai. 49 lên cho em, 48 cho Xuân Vinh Trần. Rồi em lên cho mình cái set 49 là bộ màu nâu mấy chị nhá. Rồi set caro này nó là chân vái dùng kem nè. Xong rồi kèm cho mình một con áo. Cái set này dễ thương lắm mấy chị. Lên liền che mã 50. Rồi chốt liền che mã 50 dùng kem 50 nha cả nhà nha. Lên liền che mã 50 set dùng kem 149.000 dùng kem. Lên liền che mã 50 49 thấm toàn. Rồi chốt liền cho em mã 50. Con này mấy chị mặc được cho em size S, size M nha. Tại vì chân vái của nó là có chung cho mình nè. Nên là chị nào mà eo 72 là mấy chị may được cái con chân vái này cho em luôn. Là size M ha. Rồi ghi dùng cho em mã 50 size M dùm em. SM mang vừa. SM nha mấy chị nha. 149.000. Rồi lên liền cho em mã 50 149 dùng cho em. 50 set caro hàng nhà bôn nha mấy chị nha. Hàng nhà bôn dùng cho em nè. 149.000. Lên liền cho em mã 50 149 dùng cho em. 50 đi cả nhà, 149.000. Xem like chấm bài tương tác lên trại với mấy chị. Rồi sẽ tốt. 50 lấy cho em 149 nha. 50 là size S, size M mang vừa hết chị. Tại vì nó là lưng chung. Nó là lưng chung nha. Vào hàng lên mã 50, lên mã 50 với em thôi được rồi chị á. Rồi lên liền cho em mã 51 dùng cho em. 51 nha mấy chị nha. 169.000 dùng cho em. Cái này đáng lẽ em like 189.000 nha. Tại vì mấy cái bộ dài tất cả hãy nhập rất là đắt luôn. Đắt lắm đó cả nhà. Nên mà cái set này tặng mấy chị 169.000. Một con quần ống xung đen nha mấy chị nha. Kèm cho mình một con áo nữa. Nếu bà ra ngồi bà mua con áo này 120-130 rồi. 120-130 nha mấy chị nha. Hãy bán nguyên set luôn mấy chị luôn. Bán có giá là 169.000. Hoa hồng mạng bị chậm đấy má, hết bản 48 rồi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 50. 51 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 51 dùng cho em ha. 169.000 nó sẽ là một con quần ống sung cho mình. Một con quần ống sung nha mấy chị nha. Xong rồi kèm con áo và con áo nó rất là đẹp cả nhà, mặc áo ngực bình thường ha. Xong rồi cái dây mình sẽ quấn bụng á cả nhà. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 51 dùng cho em. Chốt liền cho em mã 51, quần là quần ống sung mấy chị. Kèm cho mình áo 169.000. Chờ lấy thì chốt liền cho em mã 51. Lên liền cho em mã 51, 169 dùng cho em. 51, 169 lên cho em đi ạ. Rồi lên liền cho em mã 52, siêu phẩm dùng cho em nè. 149.000. Lên liền cho em mã 52, váy dùng cho em. Con này mình mang cho em là được 55kg luôn nha. Đây nè, nó sẽ có co giãn cho mình nè. Co giãn nha, và con đầm của nó sẽ có lớp lót bên trong nên là mình không có sợ bị mỏng nha. Không hề mỏng nha mấy chị nha, một con đầm siêu phẩm luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 52 dùng cho em. 149.000 dùng kem phun dài. Nó sẽ có cho mình cầu vai này và cái nút của nó đẹp lắm. Nè, phía trước một nha mấy chị nha. Có cho mình nè. Hàng là hàng hai lớp luôn cả nhà. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 50. 52 dùng em, 51 lần. Quần của nó là quần chuông mẹ. 51 là quần suông, áo cũng là áo thun mà. Rồi cái dùng cho em mã 52 dùng cho em. 52, 55kg đổ lại men ok dùng cho em. Lên liền cho em mã 52, 149.000 quay trắng dùng cho em. Lên liền cho em mã 52 đi cả nha. Size S, size M đúng không? 52 lên cho em quay trắng 149 lên cho em giờ. Ok chị cái lọ MB nha. 51 cho đang đang. Rồi lên liền cho em mã 50. 53 dùng cho em, chai lọ MB 300. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, mã 53 dùng cho em. 53 là em có size S, size M 149.000. 52 Phạm Huyền. Cái set này nó đẹp tới cái quần luôn mấy chị ơi. Áo sơ mi của nó đẹp rồi. Xong rồi cái quần nha mấy chị. Nhận được rồi, chắc là MB á. 149.000. Lên liền cho em mã 53, mấy chị lên size dùm em. 53 kèm size dùm em ha. Em có size F và size M 149.000. Đẹp lắm cả nhà ơi, cái quần rất là đẹp nha. Cái này lúc chiều mới cắt hàng ra, nó còn sót lại một cục á. Lúc chiều em like là nó đã hết rồi. Nhà nếu chị em like là hết rồi cả nhà. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 53 kèm size dùm em.
size S và size M dùm cho em. SM nha, quần đẹp đó nha. Các bạn cứ tính rồi đi. 53 size M thấm toàn. 149.000. Ở ngoài thị trường người ta bán con sơ mi này 200.000 mất tiêu rồi, bây giờ mua nguyên set 149.000. Lên liền cho em mã 53 lên size dùm em. Lên liền cho em mã 53 kèm size dùm em. 53 lên size nha, size S size M dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã 54 size M 149.000. Rồi lên liền cho em mã 54 size M dùng cho em 149.000 dùng cho em. 54 nha cả nhà nha, 149.000. Rồi áo dạ. Một con áo dạ mà cho mấy chị ơi 300 mấy ngàn, hãy like cho mấy chị 149.000 nè, chị đồ đúng không? Áo khoác dạ dùng cho em, con áo đang rất là hot luôn, size size M, mua áo khoác này về mặc Noel mấy bạn. Mặc Noel nha. Rồi lên liền cho em mã 50. 54 dùng cho em, size M dùng cho em, hàng hai lớp cho mình luôn nè. Phải nó đẹp quá mấy chứ. Tay áo cũng đẹp nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, mã 50. 54 dùng cho em. Chốt liền cho em mã 54 size M nha cả nhà nha. 54 size M dùng cho em 149.000. Chốt liền cho em mã 54M, 54 size M nha, một con áo khoác dùng cho em. Áo khoác màu đỏ mã 54 size M 149 ạ. Dùng cho em mã 54 size M dùng cho em 149.000. 54M đi cả nhà, áo khoác dùng cho em. Áo khoác 54 size M cho Nam Nguyễn. Đó liền cho em mã 54 size M. Cái này giống cái gì em? Đâu, có giống đâu. Đâu, cái này có mã này. Giờ lấy mã 54, lấy mã 54 lên cho em 149 đi ạ. Rồi con này là zoom. Cái con này là zoom nè mấy chị, 55. 55 size M. Rồi lên liền cho em mã 55 size M. 55 size M này là chị nào mà mặc size S, size M, size L đều mang ok nha mấy chị yêu nha. Rồi lên liền cho em mã 55 size M zoom dùm cho em. Em hay mặc like zoom lắm, tại vì zoom nó tiện lắm mấy bà ơi, mặc nó xuống á thoải mái. Có để đi tỉ thì hơi bị khó hơn nhưng mà đẹp lắm. Nha, con này mình làm với các bạn. Giống như nó giả manto rồi mấy chị, phía trước của nó giống manto ha. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em mã 55 size M. Con này chị nào mà 58 kg mình mang được luôn. 58 kg mang ok la nha mấy chị ơi nha. Con này nó sẽ có mấy chị khóa nha, nhưng mà phía sau này nó sẽ có khóa kéo cho mình cũng mang. À đây phía trước này nó sẽ có khóa kéo. Mở ra nha mấy chị ơi nha, mở cái vạt này nè. Lên liền cho em mã dùm cho em mã 55 dùm cho em. Lên liền cho em mã 55 size M nha, 149.000, phải nó đẹp lắm mấy chị. Hàng nhà TS luôn. Nha mấy chị ơi nha, sẽ kèm cho mình cái đai. Lên liền cho em mã 55 size M. 55 size M dùm cho em. 55 cho Thùy Diễm. Lên liền cho em mã 55 size M. Rồi em có cái bộ thể thao này mấy chị. Giờ lấy mã 55, lấy mã 55 lên cho em. Lên liền cho em mã 55 size M. Em có cho mình cái set thể thao này mấy chị. Con này em sale cho mấy chị nha, 99.000 mấy chị chốt đi. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em, mã 56 dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã 56 dùm cho Hải nha, 99.000 dùm cho em. Size cho mấy chị nào mà 60kg mang ok dùm cho em, 60kg đổ lại mang ok nha. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em mã 56, 99.000. Chờ lấy liền dùm cho em cái set này nè, em bán 99.000 nguyên cho mình một set đó. Để bà chốt ngay và luôn lên đi. Lên liền cho em mã dùm cho em mã 50, 56 dùm cho em 99.000. 56, 99 chị Dung My My kính mới mà cảm xúc đòi lên giúp em. Lên liền cho em mã 56 đi cả nhà. 56, 99.000 cho Hà Hà Duyên. 56 rồi mà. 56 cho Teresa. 56 Thanh Trà. Lên liền cho em mã 56. 56 cho Trang Phạm 858. Rồi lên liền cho em mã 50. 57 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 57, 149.000. Rồi lên liền cho em mã 57 dùng cho em, 149.000. Size cho mấy chị nào mà 58-60kg mang con này được luôn nha. Con này đẹp lắm. Nó sẽ tặng kèm 55 lúc nãy size M cho Ái Hiệp Nguyễn. Mấy chị, nó là một con đầm dây nha. Xong nó sẽ kèm cho mình một con áo này bên ngồi. Mặc lên rất là đẹp nha mấy bà. Mặc lên đẹp lắm. Con áo này xinh lắm này. Hàng của nhà em là hàng LNG nè. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 50, 57 dùng cho em. Lên liền cho em mã 57, 149.000. Cứ dùng cho em mã 57 nha cả nhà nha, 149.000 set 2 muốn. Set
24 nha mấy chị. 56 chứ 9 ngàn chị Dung Mimi. Mình mặc là một, nó sẽ có một con đầm 56 chứ 9 ngàn cho Nguyệt Đặng. Xong mà tặng kèm cho mình một con áo bên ngoài nữa. Lên liền cho em mã 57 dùng cho em 149 ngàn. 57 mới chịu nha, hàng LNG dùng cho em nè. Chất của nó sẽ là chất nhung tâm như thế này. Nhung tâm nha mấy chị. 56 cho Vân Anh Châu. Xịn chưa? Rồi lên liền cho em mã 57 149 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã 57 149. Có rồi chị Teresa, 57 149 cho Trang Phạm. Rồi cái dùng cho em mã 58 189 ngàn. 57 149 cho Nhung Đoàn. Rồi lên liền cho em mã 58 189 ngàn. Xếp gấu này đang rất là hot nha cả nhà nha. 57 cho Thu Thu Hồ. Rồi em hết nha cả nhà nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 50 58 dùng cho em 189 ngàn. Hàng của nhà em là hàng nhà Minh nè mấy chị. Hàng nhà Minh nha mấy tình yêu nha. Con này mấy chị nào mà 60kg mang ok la cho em luôn. Nguyên một cái bộ set gấu 189 ngàn. Rất là hot trên thị trường luôn cả nhà. Hàng 3-400 ngàn đó. Em like cho mấy chị giá là 189 ngàn. Chủ hàng lộ 1 luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 58 dùng cho em. Cái dùng cho em mã 58 đi cả nhà. 58 nha mấy chị yêu nha. 189 ngàn. Bộ gấu dùng cho em. Bộ gấu nha. Xỉu luôn cả nhà ơi. Xinh xỉu luôn ấy. Đẹp lắm. Gái. Bộ nỉ gấu dùng cho em 189 ngàn. 58 bộ nỉ gấu 189 lên giúp em à. Hết 57 mấy chị nhá. 58. Rồi chị nào không được 57 chuyển qua 59 dùng cho em. 58 bộ nỉ gấu lên giúp em đi ạ. Rồi lên liền cho em mã 50 59 dùng cho em. Màu đen dùng cho em này. Giờ lấy thì chốt liền cho em mã 59 màu đen. Chị Văn Vi chuyển qua màu đen này. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 59 màu đen dùng cho em. 59 đen nha cả nhà nha. Lên liền cho em mã 59 đen. 65kg hãy sợ mặt nó bị chặt đó chị. 65kg sợ bị chặt ha. Rồi chiều lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em. Dục lại cho chị cái lóc chiếc quá chị. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Mấy chị chuyển qua màu đen. Lên liền cho em mã 59 màu đen dùng cho em. 59 màu đen đi cả nhà. Lên liền cho em mã 59 màu đen. 149 ngàn. 59 nha Hà Duyên. Rồi cái dùng cho em mã dùng em. Cái dùng cho em 59 mã cho Thu Thu. Rồi lên liền cho em mã 60 dùng cho em nè. Vậy không có đổi màu nha mấy chị yêu nha. Chị nào em báo là chị nào không chốt được á thì mình đổi qua mẫu nha mấy chị yêu nha. Chứ không phải mấy chị chốt được xong mấy chị đổi màu đâu. Vậy không có like như vậy cả nha. Rồi lên liền cho em mã 60 dùng cho em. Nguyên cái set chip luôn mấy chị. Với giá là 89 ngàn. Chào lấy thì chốt liền cho em mã 60 set chip dùng cho em. Một set như này là 10 cái nha mấy chị yêu nha. Một lố như này 10 cái. Em tặng mấy chị 89 ngàn luôn. Cái này mấy chị mặc nó sẽ sướng hơn là hàng ren cho mấy chị yêu nha. Hàng ren mấy bà để ý đi, mấy bà chỉ cần giặt máy nước thôi nó sẽ bị rách đó. Mà con này nè mấy chị này, nó là lưới, mặc nó rất là thoáng luôn ha. Mà nó bền nữa cả nhà, quay máy giặt vô tư luôn. 89 ngàn. Con này mấy chị nào mà 60kg mang vừa trời. Lên liền cho em mã 60 set chip dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã 60 set chip. 60 đi cả nhà, set chip dùm trời. 100 mã 60 89 ngàn. Đó là 89 ngàn 89 ngàn nha, chị lấy xếp chiếc cho Lan Phương. Lấy liền cho em mà xếp chiếc mã 60. Rồi 60 cho Thu Thu Hồ. Rồi lấy liền cho em mã 61 dùng cho em 159 ngàn. Chị Hiền Hiền lúc nãy chị có rồi chị nhá. Xếp chiếc cho Lê Chi. Mấy chị ơi bán con này 159 ngàn nha. Bà đi mua 350 ngàn. 60 Phan Nhi 350 nha mấy chị yêu nha. 159 60 cánh mỏng Thường Vi. Rồi lên liền cho em mã 61. 65kg đổ lại men ok luôn. 65kg đổ lại nha. 159 ngàn dùng cho em. Hàng nhà mi dùng cho em. 60 anh Thu Đông. Rồi lên liền cho em 60 cho Rio Rio. Rồi cái dùng cho em mã 61. Đúng là hàng xịn nó có khác nha. Nó nặng trịch luôn mới vào ơi. Sai gì em? 61 lên cho em ạ. Rồi lên liền cho em mã 62 lên size SM dùng cho em. Rồi lên liền 61159 cho Lê Ngọc Bánh Dương ba con. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 62 dùng cho em. Lên liền cho em mã 62 lên size SM dùng cho em 129 ngàn. 61 qua hồng hai con. Cái set này xinh lắm đó cả nhà, đẹp lắm. Hết mã 61 à. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 62 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 62 mấy chị lên size size S size M dùng cho em.
129.000 thôi. 60 cho Duyên Dương 89.000. Cái 60 cho Hoàng Yến 89.000. Một con áo sơ mi nhưng mới chịu nha. Đây. 60 Văn Anh Chu 89.000. Đẹp lắm. Lên liền cho em mã 62 lên size SM dùm cho. 62 kèm size SM 129.000. Quần nét lắm cả nhà, hàng của nó hàng hai lớp luôn. Hai lớp nhưng mới chịu nha. Có khó kéo phía sau luôn. Con sơ mi hàng chỉnh chu lắm luôn. Con này là hàng to bao nhưng mới chịu nha. Con này hàng Quảng Châu ấy. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 60. 62 mới chị lên size SM dùng cho em. 62 kèm size SM. 129.000. 61 159 em hết rồi. Lên liền mới chị kèm size SM lấy cho em 129. 62 mới chị lên size dùng em size S size M dùng cho em. 62 size M cho chị Anh Mai vậy, 2 size S này sao? Hai size S này sao? Rồi lên liền cho em mã 62 size M cho Nam Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 63 size S 149.000. 62 size M cho chị Mai Tâm. Rồi lên liền cho em mã 63 size S 149.000 dùng cho em. 62 size M cho Nguyệt Đặng. Nguyệt Đặng chọn thêm thì cộng giúp em 200 vào tài khoản đi rồi chốt tiếp chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 63 size S 149.000. 62 hai con xe, hai size S cho anh Mai. Đẹp quá, cả nhà ơi, cái số xanh này đẹp nè. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 63. 63 size S dùng cho em 149.000. Số hai còn size M. Số 2 size M cho Ngân Thu. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Con này về mấy chị rút dùm em mang nguyên cái set lên. Lên liền cho em mã 63. Chốt liền cho em mã 63 size S dùng cho em 149.000 dùng cho em. Số 3 cho anh Mai. Lên liền cho em mã số 3. Số 3 Trang Phạm. Lên liền cho em mã 63 đi cả nhà. Chị Anh Mai ơi, mã số 2 lúc nãy mình được một con xe S thôi chị ha. Một xe xe S thôi chị nhớ hết rồi chị ạ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 64 dùng cho em. Cái đó chị thấy có ở trên này còn, trên chị đó còn hay sao. Ở coi với ngồi đó còn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 64 dùng cho em. M là 55kg á chị. Cái bộ này 69.000 mấy chị chốt đi nha. Em về đúng được một con. Còn M chị Anh Mai nha. Nha. Em còn đúng một con duy nhất luôn cả nhà ơi, một em về đúng được một cục duy nhất luôn á. 69.000, chị nào cũng hỏi em cái bộ 69 này hết á. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 60. Rồi chốt liền cho em mã 64 hả? Rồi lên liền cho em mã 64 dùng cho em. Là lấy mình một S 1M hay sao chị Anh Mai ơi? Rồi lên liền cho em mã 64 dùng cho em bộ thun dùng cho em 69.000. 64 đi cả nhà, 69.000. Lên liền cho em mã 64 69.000 về đúng còn một cục cuối cùng đó cả nhà. Người ta còn là em lấy luôn cho mấy chị về mai nha. Bộ 69 cho Nguyên Duyên. Rồi lên liền cho em mã 65 dùng cho em. 65 189.000. Bộ 692 bộ cho bé nhỏ. Trời cái này đã nhiều rồi. Chị nào lấy mà mặt này. 65kg mấy chị mang cho em cái xế này. Ủa lộn, cái áo nó hơi bị chặt đấy. Rồi lên liền cho em mã 65 coi dễ nè. Con áo này mình sẽ là áo ôm nha, quần ống suông. Lên liền cho em mã 64 cho tính mỏng thường vi. Rồi lên liền cho em mã 65 dùm cho em. Lên liền cho em mã 65 dùm cho em 189.000. 65 nha cả nhà nha. Lên liền cho em mã 65 189.000 em thề mấy chị luôn á nha. Các bạn cứ xem những livestream khác đi, cái quần này để nhiều to người ta đã bán 250.000 rồi. Nha. Người ta đã bán cái quần này 250.000 rồi. Em like cho mình cái set này với giá là 189.000 với bà Tân. Số tư cho Trang Lê. Có rẻ hay không nha, đúng được 3 set thôi 189.000. Lên liền cho em mã 65 dùng cho em 189.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã 65 189 cho chị cái set nhung chỉ xe nữa kìa. Rồi con lại với chị. Rồi lên liền cho em mã 66 size M dùng cho em 149.000. 65 189 cho chị Đào Tiết Hoa. Rồi lên liền cho em mã 66, 57kg vừa chị ơi, 57kg vừa chứ. Rồi cái dùng cho em mã, dùng cho em mã 66. 66 là size M dùng cho em 149. 64 cho anh Nguyên. Rồi lên liền cho em mã 66 size M 149.000 siêu phẩm nha. Một con chân vái cho mình nè. Kèm cho mình một con áo nè. 65 cho Thu Thu Hồ.
Rồi cái dùng cho em mã, dùng cho em mã 66 size M dùng cho em. Lên liền cho em mã 66 size M 149 nha. Em đăng cái xế này em thấy nhiều bẻ tan bạn bè vô nhiều lắm nha. 65 Maria Thảo Quyên. Rồi chốt liền cho em mã 66 size M dùng cho em 149 nha. 66 M nha. Lên liền cho em mã 66 M. Lên liền cho em mã 66 size M 56. Lên liền cho em mã 66 size M. Rồi lên liền 66 cho Phan My. Rồi lên liền cho em mã 60 67 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 67 66 cho Minh Thu. Rồi lên liền cho em mã 67 180 66 cho Xuân Thành. Cái này khoa, khoa hồng lấy mấy con em. Cái này nó coi sai nữa đây nè. Mờ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 60 67 dùng cho em 67 nha mấy chị nha. 189 ngàn. Lên liền cho em mã 67 189 xếp nhung chị xe dùng cho em. Quần là quần ống xung dùng cho em. Tìm em mã 67 67 đi cả nhà. Con này mấy chị mặc S mặc M đều được đó. Coi giãn 672 xếp cho khoa hồng. Lên liền cho em mã 67. Thích mới mà kèm sơn thời lên chúng em dạ 67 cho đang đang. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi em có một con màu nâu. Rồi lên liền cho em mã 68. Wow, đẹp quá mấy chị. 67 cho Lê Hồng. 68 có xếp thôi nè. Hết mã 67 mấy chị nhá. 68 nha, 189 nha. Một xếp thôi chị nào mất cái 68 này đi cả nhà ơi. Nhung 189 ngàn mấy bà phải mua hàng 350 nha. Thường những cái bộ này lúc nào không vậy mấy chị ơi. Mua đông là 300 mấy ngàn một set đó. Đông là 300 mấy, 400 mấy, 500 mấy thôi. 67 em hết rồi ạ. 68 đúng một set thôi. Cái gì vậy? 68 không, 189. Rồi cái dùng cho em mã dùng cho em nè. Cái dùng cho em mã này là mã 69 lên size dùng em. Em có size ML dùng cho em 149 ngàn. Mấy chị chốt cái set này đi nha. Set này của em là hàng Quảng Châu. Em mới về được size L nha. Còn bình thường em bán hàng mà hàng sale cả nhà. Hàng sale của mình mấy bạn hot girl là em không có được size M nha. Em không có được size L đâu. Nên là hàng này em có L mấy chị chốt đi cả nhà. L cho mấy chị tới eo 78 luôn á nha. Rồi lên liền cho em mã 69 lên size ML dùng cho em 149 ngàn. Cứ dùng cho em mã dùng cho em quần của nhà em là sẽ chạy viền như thế này nè. Nha, quần là chạy viền hàng Quảng Châu á. 69 ML 149 Ngọc Anh Dương. Mã 69 mấy chị lên size dùm em, size M và size L. Chị nào mình mang size L mình chốt đi mấy chị, hàng Quảng Châu nên mã 69 kèm size chị lên đúng mã cho em cho khỏi bị nhầm chứ ạ. Rồi lên liền cho em mã 69 mấy chị lên size dùm em. 69 size L cho Diệu Diệu. M và L nha mấy chị nha, kèm size vô, ML dùm cho em. Kèm em mã 69 lên size ML. Số 19 size L Phan My. Lên liền cho em mã 69 kèm size. Số 19 size M cho Nguyễn Hà. Rồi lên liền cho em mã 70 149 ngàn dùm cho em nè. Rồi lên liền cho em mã 70 60kg mang qua. 69 size L cho Maria Thảo Quyên. Rồi con này mấy chị nào mà 70kg là mang vừa chạy luôn nè. 70kg mang ok la luôn nha. Đẹp xuất sắc luôn mấy bà ơi. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 70. Số 9 size M cho Đinh Phượng. 70 của nó là sẽ là tan hoa trà nè. Tan hoa trà nha. Rồi chốt liền cho em mã 70. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 70 dùng cho em nè. 70 nha, 149 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 70 dùng cho em 149. 69 size L Phan Nhi. Con này mấy chị nào mà 60kg mấy chị mang được. Nhưng mà cái xếp 69 em chỉ còn size M thôi mấy chị nhá. Cái cà quần của nó cũng đẹp cho mấy chị ơi nha. Là sáng rồi đó à. Rồi lên liền cho em mã 70 em thề luôn. Cái cà quần của nó rất là xịn mấy chị. Không phải là hàng mà 69 size L cho Nhung đó. Nguyễn. Hàng người ta bán một cái bộ thun này đã bán 300 ngàn rồi. 69 size M Ngân Thu. 69 em chỉ còn size M thôi ạ. Rồi lên liền cho em mã 70 dùng cho em. Mã 70 nha mấy chị ơi nha. 149 ngàn. 69 em chỉ còn size M thôi mấy chị nhá. Trời ơi, có đủ màu mà em lên nè. Nhưng mà chị thấy có ít mà. Ví dụ như xanh này có mấy con. Sao chính em chỉ còn xếp size M chị Ánh Mai ơi. Chị lên lên mã lại giúp em ạ.
Rồi là mỗi chị chị nằm mỗi mỗi mẫu 2 xếp đi chị sọp đi rồi em chốt cho mấy chị nhá. Rồi lên liền cho em mã, liền cho em mã 70. 71 nha. Con 70 bé nhỏ. Mấy chị chốt đi, trong đây em like thì chắc chắn là có khách em đã đủ màu rồi nha, với giá 49.000. Với giá 49.000 khách em chốt rất là nhiều nha, thậm chí chốt giùm cho bạn nữa mấy bạn. Chị anh Mai chọn thêm mày chọn liền giúp em đi chị ha. Cái này em sẽ lên cho mình thì hai xếp là xanh, xem mời cho anh Mai. Màu xanh, màu hồng, màu trắng và màu cam đỏ. Màu cam đỏ rất là đẹp nha bà nha. 70NTL Phương. Với lại mặt Noel mấy bà nha. Rồi lên màu dùm cho em nè. Cái zoom nha mấy chị nha. Zoom này mấy chị biết sao mình mặc lên thì xong cái mình mặc lên tới đây nè mấy chị. Mình sẽ rút lên nha mấy chị nha, mình rút vô nè. Eo mình tới đâu á thì mình sẽ rút vô tới đó và mặc lên nó rất là đẹp nha mấy chị nha. Ở dưới của nó sẽ là ống 70 cho da hồng. Ống bo nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã 71. Với giá là 49.000 không nghe lầm nha mấy chị nha, không hề lầm nha. Mấy bà thử sọt ra đi. Mấy chị chụp hình của em xong mà lên web tao bao đi nha mấy chị nha. Nếu mà order con này về tới tay là 300.000, bữa nay mà cũng không order được cả nha. Nha. Lên liền cho em mã dùm cho em nè. Màu xanh, màu trắng, màu đỏ và màu hồng. 49.000 mấy chị. 49.000 nha mấy chị nha. Rồi là bà chốt luôn hai màu về mang nè. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em mã 71 lên màu dùm cho em. Màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu hồng, màu trắng cũng đẹp lắm mấy chị. Em nói không với hàng mỏng nha. Bởi màu xanh cho ta ra sao? Xanh cho Thu Huyền. Trắng nhưng mà không hề mỏng nha. Phải mấy chị chốt luôn hai màu đi cả nhà. Chốt hai màu nha mấy chị nha. Về mang mấy chị đẹp lắm. Bà chốt một màu bữa nó đẹp xong rồi chốt hỏi cũng hết rồi cả nhà. Trắng như Teresa. Nên là tranh thủ chốt liền. Lên liền cho em mã dùng cho em. Đây này mấy chị mặc này. Đó mình tới đâu thì mình rút dây vô xong cái này nó xanh sẽ cho Trang Phạm. Kiểu như nó sẽ rủ rủ xuống này nó mình mặc lên nó chị Trang Phạm khách mới chọn thêm thì cọc giúp em 200 vào tài khoản đi rồi cháu tiếp chị nhá. Mấy chị ơi con này SML XL may ok luôn. Trắng cho Thấm Toàn. Mã 70 hết rồi đúng không? Mã 70 hãy hết rồi. Mã 70 hãy hết rồi. Đẹp lắm mấy chị ơi, không làm mấy chị thất vọng đâu. Trời ơi, rẻ 49.000 mấy bà. Nó rẻ như là cái gì luôn ấy. Không thể tưởng trắng tượng. Trắng ra sao có rồi à, xanh cho Hoàng Phạm. Ê từ từ khoan nha, xanh sợ hết đó em. Còn không? Màu gì là ít nhất? Màu hồng, chị thấy màu hồng là ít nhất. Còn trắng cho Nguyễn Thị Mỹ Phương. Màu xanh nè. Màu xanh cho Hoàng Yến. Màu này đẹp lắm nha, màu này mua về mặt Noel đi cả nhà. Ánh mai cộng 200. Nè. Cái này xinh lắm, không lẽ tôi bay vô tôi mặc cái màu này chứ bà chứ siêu trắng da luôn đó, đẹp lắm. Trắng hồng cho Nguyễn Thị Kim Hoàng. Mình sẽ cọt dây vô nè, mấy chị để ý đi, mình cọt lên eo mình tới đâu mình cọt xuống cái này nó sẽ rủ rủ nó đó, y như vậy đó. Nha mấy chị nha, nên là lên nó đẹp lắm, 49.000. Ok, dạ anh Mai em nhận được 200 rồi ạ, xanh hồng 40, cho Tinh Thi. 49.000 mới là chốt hai màu vì mang đừng chốt một màu rẻ rề luôn mà. Màu hồng. Rồi xanh hồng. Hồng cho Phan Nhi. Nha mấy chị nha. Rồi cái dùng cho em mã dùng cho em rút dây dùng cho em. Rồi lên liền cho em màu xanh, màu hồng, màu đỏ dùng cho em nha mấy chị nha. Và 49.000 dùng cho em, mình rút dây vô. Mặc tới đâu thì rút dây vô xong mình cọt dây nha. 49.000 dùng cho em, rút đi cả nhà, đẹp lắm á. Trắng hồng cho trắng hoa sen. Hồng màu xanh như một rồi. Lên liền cho em mã dùng cho em. Trời ơi mấy bà ơi có 49.000 mà đổ tới đổ lui màu làm gì mà mua luôn hai màu mang đi. Nó mặc luôn ấy. Mấy bà đi tìm được cái livestream ai mà bán hàng mà rẻ như thế nào. Xanh gái Nguyễn. Nha. Trời ơi 49.000 chốt xong mà đổ màu nữa. Mấy bà ơi làm sao vậy? 49.000 mà chứ phải chi mà 149.000 không nói làm gì. Đỏ cho Hồng Cam Ly. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em có 49.000 mà làm khó nhau nha. Hồng cho thầy chốt. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi cái dùng cho em cái mã này là mã mã mấy rồi? Xanh cho Nhung Đoàn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Vải đẹp, vải chắc vải ok lắm nha. Bữa em có màu đỏ rồi hi hi. Đó chị Teresa kìa mấy chị ơi mua màu đỏ. Đúng rồi bữa trước là mình like một mình màu đỏ thôi đúng không? Bữa trước là em like một mình màu đỏ thôi. Bữa nay em lên nhiều màu nên là khách em chốt luôn hai cái nữa bà biết rồi đó. Không mà trong đây có nhiều khách chốt đã là 4-5 màu rồi. Đủ 7 màu luôn rồi đó nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 70. Lên liền cho em khi dùng cho em mã này mã 77 luôn đi cả nhà.
Rồi lên liền cho em mã 77, 149 ngàn nguyên set luôn ha. Con quần này nó sẽ rút dây hai bên cho mình này. Rút dây hai bên nha mấy chịu nha. Xong rồi kèm cho mình con áo rất là đẹp luôn. Rồi lên liền cho em mã 77 đi cả nhà. 77 dùng cho em 149 ngàn. Áo của nó sẽ là áo vạt bầu này cả nhà này. Vạt bầu nha mấy chịu nha. Lên liền cho em mã 77 dùng cho em hàng nhà Minh. Nhưng mà cái con áo này người ta nhập hàng Quảng Châu này mấy chị này. Cái set này là nhập Quảng Châu ấy. Rồi cái dùng cho em mã dùng cho em 77 với Phạm Hương. Lên liền cho em mã 77 dùng cho em. Rồi lên con này nha mấy chị ơi nha. Con này em sẽ có cho mình là size S, size M. Xanh lúc nãy cho Lina Kim 49 ngàn thì đọc hóa đơn cố gắng chọn đủ đơn trên 89 ngàn giúp em mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã 78 mấy chị lên size dùm em. 78 mấy chị kèm size dùm em ha. Em có size S, size M, size L 149 ngàn. Cái này chị Chịu Anh có đen size không mè? Đây nè. Chị nào nhắn tin hỏi Hải ơi cái váy này mà có size L thì chốt cho chị với nha. Đây mấy chị. Lên liền cho em mã 78 mấy chị kèm size dùm cho em. Em có size SM thôi cả nhà. Lên liền cho em mã dùng cho em 77149 nha Bana. Hải nhầm. 78 này em có size S, size M. 78 này em có size S, size M nha cả nhà nha. 78 lên size SM dùm cho em. 149 nha. Mấy chị kèm size vô chẳng này. Kèm size vô cả nhà. Lên size size S size M dùng cho em 149 ngàn, hàng đẹp đó cả nhà. Hàng đẹp đó nha. Rồi cái dùng cho em mã dùng cho em mã 78 lên size. 77 với Thảo Nguyễn 159. Rồi lên liền cho em mã 78 kèm size giùm em được hàng vô dùng cho em. Chị Trần Dương ơi 68 kg này nghĩ là không có mặc được đó chị ơi. Mặc thì được đó, nhưng mà nó sẽ không có được đẹp á, nếu mà chị cao thì được. Rồi cái dùng cho em mã dùng cho em 79 dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã 79 đúng không? 79 size của em đang cầm là size S, size vest. Em bán 149 ngàn. Thì bà nên chốt nha. Thề luôn, em cầm cái set này em lên mà em bán 149 ngàn em sẽ không thể tin được luôn. Tại vì bình thường em đi nhập một con áo vest tay ngắn này nó đã trên hàng 130-140 rồi cả nha. 130-140 nha mấy chị nha. Mà bây giờ like cho mấy bà nguyên một cái set vest luôn. Mỗi tổ nó chỉ về được size S thôi nha. Lên liền cho em mã 79 dùng cho em size S 149 ngàn. 149 ngàn nha mấy chị nha. Của nó sẽ có cầu vai cho mình. Hàng nhà TS dùng cho em ha. Cho nó chỉ có size S thôi chị. À, có M không? Rồi có M nữa cái gì. Lên liền cho em mã 79 lên size SM. Có M chị chút, chị chút chút. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 79 dùng cho em. Lên liền cho em mã 79 lên size SM. 79 size M cho chị Thủy chốt. À đây 79 này có size S, size M rồi mấy chị chốt liền nha. Để hụt nè. Có size S, size M đó cả nhà. 149 ngàn. Lên liền cho em mã 79. Đây mã này nè em. 79 lên size dùm em. Lên liền cho em mã 79 lên size SM 149 ngàn. 79 em chỉ còn size thôi mấy chị ạ, hết M rồi, có một size size M thôi à. 79 size S. 79 size cho Trần Diễm, 79 size cho Hoàng Phạm. Mã 79 em chỉ còn size S thôi à. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 80. Trời 80 xinh quá mấy chị nè. Thì 80 đẹp cái hiền. Nè mấy chị, 80 này là em có size S thôi cả nhà, 149 ngàn. 80 xinh nè. Đây mấy chị, phía trước của nó sẽ làm cho mình. Nhưng mà con này mình mặc bình thường nha. Nó sẽ không có hở ngực nha cả nhà nha. Đẹp. Cứ dùng cho em mã dùng cho em mình mặc nó sẽ căng ra như thế này. Lên liền cho em mã 80. 80 này em chỉ có được size S thôi, 149 ngàn. Lên liền cho em mã 80 dùng cho em. Cứ dùng cho em mã 80. 79 size S cho Quỳnh Thị Mỹ Thể. 80 size S dùm em, ở dưới đây của nó sẽ là tơ này. Tơ nha mấy chịu nha. Lên liền cho em mã 80 size S 149 ngàn. Em giúp cho chị cái set này đi. Ở ngoài như có hai cục đúng không? Một mấy cục. Lên liền cho em mã 80 đi cả nhà. 80 là màu đen xe lên cho em 149. Rồi cái dùng cho em mã 81 149 ngàn size S.
Con này là hàng Quảng Châu nha, ép của nó khung sẽ to cả nha. Ép này là HM mà mấy chị 40 được chứ bà lấy nha, 48 cái với bà mặc size S là bị rộng á. Nha mấy chị nha, con này tương đương mấy chị nào mà eo 69 đổi lại luôn á. Eo 69 nha mấy chị nha, nguyên set luôn. Lên liền cho em mã 71 149 81. Rồi lên liền cho em mã 81 dùng cho em nè. 149.000 nó đúng duy nhất được có 3 set thôi. 3 set nha mấy chị nha, 149.000. Chị nào mà mang vừa mình chốt liền mấy chị. Nó như một cái set đẹp lắm. Con này chị nào mà nhắm nhắm mà cô giáo mà vừa chốt cô giáo cũng đẹp mấy chị. Nút của nó nha mấy chị nha, cái vạt áo của nó cũng đẹp nè. Xong mà kèm cho mình một con chân váy dáng dài. Một con chân váy dáng dài nha, chào lấy chốt liền cho em mã 81 dùng cho em. Cứ dùng cho em mã 81 149.000, 149 mấy chị, nhưng mà mỗi tội nó chỉ có size S thôi. Lên liền cho em mã dùng cho em size gì nhỉ? Lên liền cho em mã 81 đi. 81 nha mấy chị nha, size S. 81 lên cho em size S 149 ạ. Lên liền cho em mã 81 dùng cho em. Lên liền cho em mã 81 nha. Chị Tú Trinh Trần ơi, bình thường chị mặc size gì, mua size đó nha, tùy theo eo của mình nữa cả nha. Rồi ghi dùng cho em mã 82 lên size, em có size F với size L nha, 149.000. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 82 này là em có size F với size L nữa cả nha. F và L nha mấy chị nha, 149.000. Bữa hôm trước thì không có hàng để chốt đó mấy bạn nghe. Nè, đẹp chưa, một cái set luôn nha. Em nó sẽ có dây cọc phía sau cho mình luôn, và nó chân vái nè, có quần bên trong. Lên liền cho em mã 82 lên 82 size L dịu dịu. Size S và size L dùm cho em 149.000 lên size đi cả nhà. Chân vái nè, kèm cho mình áo nè, đẹp lắm. Cọc dây phía sau nè, cọc vô eo ha. Lên liền cho em 82 chị kèm size SL lên giúp em ạ. 82 lên size SL dùm cho em. Dùm cho em mã 82 kèm size SL. Rồi chốt liền cho em mã set 34 dùm cho em, 83 dùm cho em nè. Rồi lên liền cho em mã 83, 149.000, set 34 dùm cho em. Nó sẽ có cho mình một con áo dài, kèm cho mình một con quần nha. Xong rồi kèm cho mình một con áo khoác luôn, set 34 cho hãy 149.000. Hẳn là set 34 nha mấy chị nha, chắc rất là đẹp luôn. Rồi ghi dùng cho em mã dùm cho em. Set 34 nha, 60kg mang vừa cho em cái set này luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 80 82 dùm em, có 2 con 83 dùm cho em. Lên liền cho em mã 83 sai lần à. Lên liền cho em mã 83 đi cả nhà, 149.000. Và con này em có size L không cả nhà? Và con này em về được sale nè. Bao nhiêu nè? 129.000, 84 rồi. 84 size L 129. 84 L nha, còn đúng được một cục L. Săn sale được một cục L cho bà nè. 129.000. Ít khi mà về được L lắm cả nhà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Một con chân vái nha mấy chị nha, một con chân vái cho mình hè, kèm cho mình một con áo. Lên liền cho em mã 80 84 size L dùng cho em, 129.000 thôi, rẻ đẹp nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em nè, kèm cho mình một con áo, một con chân vái 84 size L. Lên liền cho em mã 129, 129.000. 84 cho còn A129 hàng set. Lên liền cho em mã 84 size L dùng cho em. 84 size L cho chị Liên lém lĩnh. Rồi lên liền cho em mã 85 này, size M dùng cho em, 149.000. Mua set này về mặc Noel cả nha. Mà hàng nó đẹp lắm. 84 lên cho em 129 ạ. Đúng rồi, cái hàng này nó nhiều nhà làm lắm. Rồi cái nhà này người ta làm đẹp lắm. Mấy bà ơi, size M này. Áo dạ dùng cho em, áo dạ nha mấy chị nha. Xong 84 cho Ngân Thu size M. Rồi lên liền cho em mã 85 size M dùm cho em. Chị Trang Phạm ơi, chọc đi rồi trộn thêm chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em mã 85 size M. Hàng của nó 84 Thảo Nguyên 159, 129 ngàn nha. Con nãy bà mua về mặt Noel đi. Noel Tết cũng đẹp. Lên liền cho em mã 80 85 size M hàng nhà buôn. 85 M dùm cho em ha. Từ áo cho mấy chị nè, mấy chị nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 85 size M. 85 size M nha, 149.000. À 159.000. Lên liền cho em mã 85 size M dùng cho em. 85 size M 159 nha. Lên liền cho em mã 85 Jolina Kim. Nhà buôn đó. Đẹp lắm cả nhà ơi.
số tài khoản có trên ảnh bìa đó cả nhà. 85 lên cho em 159.000 đi ạ. Lên liền cho em mã 85 159. Đúng rồi, chấm bài tương tác chia sẻ lên giúp em nó chịu lên mã 85 lên giúp em mới chịu. Rồi chốt liền cho em mã 86 là một con đầm body dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 86 một con đầm body rút dây 149.000. Con này chị nào nên chốt thiệt thì bá trái bùa chét luôn. Nó sẽ là rút dây hai bên nên là mấy chị thích tới đâu mình rút dây tới đó dùng cho em. Nha, mình ưng dài mình rút dài, mà ưng ngắn thì mình rút lên ngắn ha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 86 149.000. Một con đầm body dùng cho em. Đầm body nha mới chịu nha, vải quá là xịn luôn á. 85 15 chính cho Quỳnh Thị Mỹ Thể. Rồi lên liền cho em mã 86 dùng cho em. Con này nó sẽ là co giãn cho mình thun nha, 86 đầm body dùng cho em. Rồi cho chị cái set vàng. Rồi lên liền cho em mã 86 đi cả nhà, 149.000. Rồi cái dùng cho em mã 87 xếp dạ size S 159.000 dùng cho em, xếp dạ dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 87 dùng cho em. Chốt liền cho em mã 87, lên 87 đi cả nhà, 159.000 xếp dạ dùng cho em. Nhưng mà con này em về được S thôi tại vì nhà em bóc sale nha. Là mấy chị thông cảm tại vì là bóc sale được cái con nào người ta sale mấy chị. Dạ dùng cho em. Lên liền cho em mã 87 dùng cho em, 159.000. Lên liền cho em mã 87159. 87 đi cả nhà, 159.000. Size S không mấy chị. 87 mm lận CS 159. Lên liền cho em mã 87 size S dùng cho em, 159.000. Bóp sale nha mấy bà nha. Rồi siêu phẩm size M dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 88 size M dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 88 size M, hàng Tết dùng cho em nè, đầm nhung dùng cho em, hàng nhà buôn luôn. Rồi lên liền cho em mã 88 size M 149.000. 88 size M dùng cho em ha, tay phố dùng cho em, nhung lúc nào Tết mấy chị đi mua cũng phải trên 350 trơn á. Nha, đi sỉ là trên hàng 220, 230 rồi cả nha. Trên 200 mấy nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã 88. Chốt liền cho em mã 88 size M, hàng nhà buôn dùng cho em luôn. Tay của nó nè mấy chị nè. Rồi em nói con này nó đẹp xuất sắc luôn á mấy bà ơi, đẹp lắm luôn á. Rồi lên liền cho em mã 88 size M dùng cho em. 88 size M nha. Lên liền cho em mã 88 size M đi cả nhà. 88 149 lên giúp em ạ. Khoan nha, 88 này em có size S size M. 88 có SM được không? Cho cho Lê Ngọc anh vô một S1M này. Lên liền cho em mã 88 lên size S thôi cả nhà, còn S không? Lên tám lên ngọn bao nhiêu hai con? Trời ơi, lên ngọn bao nhiêu chút con này? 88 em chỉ còn xe thôi. Em đi mua hàng 509 mà lúc mặc là mấy bà lại hỏi nha. Mà hỏi lúc đó em không có đâu. Nha, đi nè. Cái dùng cho em mã, dùng cho em mã 89 dùng cho em. Lên liền cho em mã 89 size F dùng cho em. Mấy đỏ bạn hết rồi dành lắm ơi. Ôi nha, 149.000 đó, em đi mua 509 giùm em mặc rồi mấy bà ơi. 88 xe cho mình thì mỹ thể. Rồi lên liền cho em mã 80 89 dùng cho em, 149.000 cho nó đẹp mấy bà ơi. 500 mấy ngàn đó trời. Dạ hai lớp luôn nha. Lên liền cho em mã 89 đầm dạ dùng cho em, 149.000 thôi. Mấy con đây mấy chị? Ba con mà 89 cho Lan Ngọc bao nhiêu? Lên liền cho em mã 89, chị nào lên 89 đi, 89 đi. Đấy còn hai con cuối cùng giờ lấy liền với em mã 89, 149 nha. Lên liền cho em mã 89 dùm cho em, 149.000. Siêu đẹp luôn. 89, 89 đầm dạ dùm cho em. Con này áo khoác nè mấy chị, đẹp chưa bác? Đẹp hề. Rồi con này em có size M mấy chị. Cứ dùng cho em mã 90 đi mấy chị, 149 nè. 89 200 89 cho chị trai LMV. Ôi thế nào mà khách quen của em, mấy bà lấy con này đi, xinh quá luôn ấy. Ok, Trang Phạm nha, 149 nè. Đẹp mấy bà nghe. Lên liền cho em mã dùng cho em, mã 90 dùng cho em nè. Size này mấy chị nào mà 60kg mang được luôn đó.
một con áo khoác manton mã 90 nha. Lên liền cho em mã 90 dùng cho em. Mã 90 đi cả nhà, 149 ngàn. Của nó là vải, của nó sẽ là vải kaki á cả nhà. Vải kaki nhưng mới chịu nha. Nó là kiểu như là mấy chị làm áo cũng được, mấy chị làm khoác cũng được luôn. Kiểu như là áo kiểu bèo đó cả nhà. Bèo cho mình nè. Nhưng mà của nó vải nặng nha. Vải của nó giống như vải mấy chị mua vải manto vậy đó. Y như vải manto luôn. Nguyễn Vy cách mới mã kèm số điện thoại lên cho em nha. Em mã dùng cho em mã 90 dùng cho em. Em mã 90 Nguyễn... cả nhà nha. 90 cho Nguyễn Vy. Nó liền cho em mã 90 149 ngàn. Đẹp lắm đó cả nhà ơi, xuất sắc luôn ấy. 149 ngàn thôi, mấy chị mua là được. Lên mã 90 lên cho em ạ. 149 ngàn mấy chị hả? Rồi lên liền cho em mã 91 size M nè. Một cái set vest màu đen dùm cho em. Set vest màu đen size M nè. Lên liền cho em mã 91 size M. Chị nào lấy nãy hãy kêu là, mấy chị kêu là có size M cho để cho chị nè. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em mã 91. Nhầm số 1 á, số 2. Rồi lên liền cho em mã 91 size M. 91M dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã 92 dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã 92. 91 Mỹ Hiệp. Rồi lên liền cho em mã 92. Em màu tím nhìn yêu chưa? Yêu em. Màu tím đẹp ghê luôn mấy bạn ơi. Lên liền cho em mã 92 size S thôi cả nhà. 149 ngàn. Lên liền cho em mã 92. 92 này size S cho mấy chị yêu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 92 là dung. Dung cho mấy chị yêu nha. Màu tím nhìn yêu ghê luôn mà hàng. Đúng là hàng chuẩn luôn rồi mấy chị. Y hàng được chứ em mua hàng 400 mấy ngàn một con ấy. Vải của nó là vải chắc nhung tâm nha nè. Nhung nhung nha. Rồi lên liền cho em mã 92. Lên hộp bánh dương hai con. Cái màu nó yêu mấy bà ơi, cái màu tím nó đẹp. Rồi lên liền cho em mã 93 dùng cho em nè. Rồi lên liền cho của mình là 019 đúng không chị Nguyễn Vy ơi? 92 lên cho em 149 mấy chị hả? Rồi lên liền cho em mã 93 size M dùng cho em 149 ngàn. Đầm body dùng cho em. Đầm body nhún nha mấy chị nha. Body nhún dùng cho em mà con này nó sẽ có mút ngực cho mình nè. Con này nó sẽ có mút ngực nha. Mấy con này giống này mùa này mấy chị mang lên xinh lắm luôn á. Dày tay dùng cho em. Dày tay như mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cứ dùng cho em mã 93 dùng cho em. Chốt là dùng cho em mã 93 size M dùng cho em. Đầm body nha mấy chị nha. Body dùng cho em. Chờ lấy chốt em mã 93. 93 dùng cho em size M đầm body. Khó kéo phía sau cho em. 91 hết rồi em ơi. 93 đầm body 149 lên giúp em đi ạ. Rồi ghi dùng cho em mã 94 nè, size S thôi cả nha. 94 này em được cho mình size S 149 nha. 93 kim xuyến. Con này nó sẽ có hai túi, con này đẹp nè mấy chị. 149 ngàn. Đố bà nào mà đi tìm được cái kho sỉ là người ta bán cái con này đầm nhung mà hàng LNG này được 149 ngàn. Nha mấy chị yêu nha, chuẩn hàng LNG cho mình luôn. Váy rất là đẹp nha, phía trước của nó cũng đẹp cho mình nè. Giờ lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em mã 94 dùng cho em. Size S dùng cho em đầm nhung nha mấy chị yêu nha, form của nó đẹp lắm. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 94 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 94 nha. Ở đây nó sẽ có hai cái túi hai bên cho mình luôn. 149 ngàn. Lên liền cho em mã 94 size S dùng cho em. 149 dùng cho em. Lên liền cho em mã 94. Có S có M luôn cả nha. 94 lên 94 size. Kèm size S M lên cho em 149 ạ. 94 kèm size dùng em size S size M nè. Lên liền cho em mã 94 kèm size S M. Lên liền cho em mã 94 kèm size cho chị cái áo khoác màu nâu. Nó còn một màu. Một con đúng không? Đây này đi. Một con đúng không? Và cái xếp xếp đây Hải còn một con màu nâu này. Cái này còn màu gì đúng không? Màu xanh đúng không? Rồi cái này em còn một con màu nâu này. Chờ lấy khoác nâu đi, khoác nâu. Nhưng mà khoác nâu này nó chỉ có size S thôi nha. 149 ngàn, rẻ đó mấy bà ơi nha. Do là về chung với lại váy xếp mà người ta cho được có mấy con à, nên là được rẻ cho mấy chị á. Chứ còn này mà hàng về đóng riêng á, cả nhà ơi, lấy mẫu riêng là không có giá này đâu. 149 ngàn á, quá trời rẻ luôn. Lên liền cho em mã khoét nâu 94 xe M cho chị Trúc Băng. Khoét nâu nha. Lên liền cho em mã khoét nâu 149 ngàn.
Phát nâu cho chị Phương Nguyễn 705. Rồi lên liền cho em mã xanh dùm cho em 149. 94 giờ lấy xe gì đổ thị xin Phương ơi. Rồi lên liền cho em mã 95 đi cả nhà. Màu xanh dùm cho em 149 nè. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em mã 90. 96 đi cả nhà. Lên 96 cho khỏi nhà. Chốt liền cho em mã 96 149 ngàn. Màu xanh cốm này đẹp mấy chị. Màu xanh cốm này hốt năm nay lắm. Quá trời hốt luôn. 149 ngàn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 90. 96 dùng cho em. Lên liền cho em mã 96. Rồi lên liền cho em hết mờ rồi chị ơi. Rồi lên liền cho em mã 96. 96 này màu trend lắm. 96 từ lưu. Màu trend mà đẹp lắm ấy. Chín mươi sáu nó cho em 149 đi ạ. 149 nha. Khóc nâu em hết rồi. Rồi liền cho em mã 96. Rồi chốt liền cho em mã 97 149 ngàn. Rồi liền cho em mã 97 dùng cho em 149 ngàn đó chị. Em ghiền cái quần này quá nè. Cái quần này về mấy chị mặc với áo thun áo gì cũng đẹp hết á. Áo hoodie mùa này mấy chị mang cũng được. Xong đây này chị nào trong nem mà thích quần này mấy chị lấy áo này cho em. Rồi liền cho em mã dùng cho em nè. Rồi cái dùng cho em mã dùng cho em nè. Chỗ lúc nào chị Nguyễn Ngọc Vy ơi. Rồi lên liền cho em mã 90. 98 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 98 149 ngàn. 149 nha mấy chị yêu nha. Xé đẹp lắm. Cái xé xám này nè. Cái quần của nó nha mấy chị yêu nha. Hàng trên 200 rồi. Trên 200 nha. Kèm cho mình một con áo thun nè. Nhưng mà áo thun hơi bị vip đó cả nhà. Hàng TM Design. Con này mấy chị 60kg mang vừa cho em luôn. Lên liền cho em mã 90. 96 dùng cho em. 96 nha mấy chị yêu nha. 198. Lên liền cho em mã 98 149 ngàn. 98 dễ thương lắm á chị. Ủa sao này. Cái gì nữa. Lên liền cho em mã 98 dùng cho em 149 ngàn. 98 phạm hơn. Rồi cho chị cái set 8 luôn. Ê mấy chị lên cái set này nha. Lúc chiều mà chị nào hụt có gì lên lại rồi nè. Lên liền cho em mã 98 149 set ạ. 189 ngàn. Cái dùng cho em cái mã này là mã 99. Lên liền cho em mã 99 189 ngàn dùng cho em. Xếp của nó là mình có áo này mấy chị ha. 98 149 cho Phạm Hoa. Kèm cho mình một con quần. Rồi lên liền cho em con này mấy chị nào mà 58kg mang ok la cho em nè. Rồi ghi liền cho em mã 99 dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã 99 189 ngàn. Xếp hàng nhà Minh dùng cho em. Em thà luôn mấy bà ơi, cái con này cái dáng áo của nó lên rất là đẹp luôn. Nó sẽ ôm kiểu như mặt này mấy chị nè. Nó làm cái này. Theo ngay cái phần đây nè mấy chị. Nó mặc cái phần vú của nó lên rất là đẹp nha. Nó sẽ tiệt vô luôn trong cái quần của mình luôn. Cái dùng cho em mã 99 189 ngàn. Cái dùng cho em mã dùng cho em. Size này mấy chị 58kg mang về cho em luôn nha. 58 cái đổ lại men ok. 99 cho chị lên liền cho em mã 99 dùng cho em. 99 cho chị Nguyễn Phi. Lên liền cho em mã 99. Rồi set này còn men nữa nha. 99 cho Nguyễn Hà. Cái dùng cho em mã dùng cho em mã 100 dùng. 99 cho Mèo Lê. Mấy chị ơi đơn này gom tới thứ hai mới gọi chốt đơn nha. Dạ lấy chứng liền cho em mã 99 189 ngàn 616 ạ. Nó là mấy chị nào khách mới mấy chị để ý điện thoại dùm em này. Đơn này thứ hai nhà em mới gọi chốt đơn nha mấy chị nha. Mấy chị để ý nghe điện thoại để cho thông tin ha. Còn không thì mấy chị không nghe được là không có chốt được hàng đâu cả nhà. Không có địa chỉ để gửi hàng nha. Nên là cố gắng nghe điện thoại dùm em. Rồi cái dùng cho em mã 100 size S dùng cho em. Xích nhung dùng cho em 149 ngàn. Mê tích cái set này luôn. Mỗi tội là nó chỉ có size S thôi nha. Cái bài nha. Thôi là bài nào mang vừa thì chốt liền. Cái hàng này bán tết thì thôi nhức nách luôn. Nhung nha mới chịu nha. Rồi chiều lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã 100 dùng cho em. Chốt liền cho em mã 100 size S nha mới chịu nha. 100 size S dùng cho em. Lên liền cho em mã 100 size S. Quần của nó này mới chị nè. Xong mà kèm cho mình một cái tay. Một cái tag nơ ở đây nha mấy chị yêu nha. Chốt liền cho em mã 100 size S dùm cho em. 100 size S 149 ngàn. Có 2 set thôi. 2 set nha cả nhà nha. Chiều lấy thì chốt liền cho em mã 100 set 149 ngàn cho anh Mai 2 set 149 ngàn. Quá trời rẻ luôn. Rồi ghi dùng cho em mã này là mã số 1 dùm em hết rồi cả nhà.
khoan lên cái set này nha. Trời ơi, khách inbox khổ quá luôn. Hôm nay về là một đúng được có chừng đây thôi. Giá rẻ luôn á, rẻ bất ngờ luôn á bạn. Cái này có size gì? Hôm nay về được có size M đó, hôm trước size S không mà. Rồi con này lên liền, cho mã dùng cho em. Nè, bữa hôm trước là được size S không, bữa nay có size M nữa, cái gì? Rồi con này em có size S, size M nè. Cái bà con ở nha, 89 ngàn thôi, rất là rẻ luôn. Lên liền cho em mã số 1 dùng cho em, lên size dùng em. Size S, size M dùng cho em, 89 ngàn. 89 ngàn nhưng mới chịu nha. Kèm cho mình một con chân vái nè, có quần bên trong cho Hải ha. Xong rồi kèm một con áo thun nè. Thì mấy chị cầm con áo thun lên đi. À, chị Bích Ngọc em rồi. Quên dồn với chị, của chị còn một đơn bên em mà, cái đơn mà chị chuyển khoản rồi chị hả? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè cả nhà. Cứ dùng cho em mã số 1 lên size dùm em, size S size M kèm size vô đi. Số 1 sao rồi cho cô Hồng? Like size S không à, khách hỏi quá trời luôn cả nhà ơi, không có. Bữa nay về cho mình thêm size. Số 1 cái gì kèm size lên giúp em đi ạ. Lên liền cho em mã số 1 lên size S M kèm size vô. Đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã số 2 dùng cho em 149 ngàn. Váy này xinh nè. Số 1 kèm sao lên gì hồ hồi ăn ơi. Rồi lên liền cho em mã số 2 dùng cho em. Số 2 này mấy chị nào mà tầm mấy chị khoảng 52kg đổ lại thôi nha. 1M cho hồ hồi ăn. Cái tay của nó sẽ dạng tay le á. Tay le nha mấy chị yêu nha, xinh lắm. Rồi lên liền cho em mã số 2 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã số 2 dùng cho em. Ok chị Bích Ngọc. Rồi lên liền cho em mã số 2 châu. Con này nó sẽ có co giãn á chị, nhưng mà sợ sợ không vừa có xây mờ. Số 1 em chỉ còn xây mờ thôi, hết hết rồi. Rồi lên liền cho em mã số 2 mờ à, có mờ à. Số 2 có mờ á chị Phong Lan. Số 2 kèm size SM dùng cho em 149 ngàn, xinh lắm. 1 bên chỉ còn size M mấy chị ha. Con này dễ thương lắm á cả nhà. Xinh, mã số 2 149 ngàn kèm size dùm em. Lên size S và size M dùm cho em. Số 2 size M Phong Lan. Lên liền cho em mã số 2 kèm size SM. 2 size M Bella Kim. Tầm kem cho Yen Yen. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi cho chị phần dù hàng cho chị với em. Kem 149 như Yen Yen. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Mã số 3 dùng cho em 149 ngàn. Rồi lên liền cho em mã số 3 149. Con này mấy chị mặc size S, size M, size L đều được nha. Con này đặc biệt mặc lên dáng hơi bị à, ngon nha cả nhà nha. Rất rất là đẹp luôn. Đẹp đẹp. Cái dáng váy của nó xinh đó cả nhà. Nha, cái dáng váy của nó đẹp. Giờ lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em. Mã số 3. Lên liền cho em mã số 3 149 ngàn. Rồi em đang tính kia chị Phong Lai lấy cái con này mà không biết có còn. Nó có xây mồ không? Còn mồ một đó hết ép là gì Trang Phạm ơi. Ai mấy chị này riêng riêng lấy cái này riêng riêng đẹp lắm luôn á. Cái gì nè. Rồi lên liền cho em mã số 4. Rồi lên liền cho em mã số 4 lên size SM dùng cho em. Lên liền cho em mã số 4 kèm size SM quần nè. Quần của nó nha mấy chị yêu nha. Xong rồi kèm cho mình một con sơ mi. Rồi lên liền cho em mã số 4 dùng cho em. Số 4 kèm size dùng cho em 159 ngàn à. 159 đúng không? 159 ngàn mấy chị lên size dùng em. Size S và size M dùng cho em. Một con áo sơ mi nâu ha, cổ trắng này. Kèm cho mình một con quần này mấy chị. Lên size dùng em ha. Size S, size M dùng cho em. Con này nó sẽ có túi cho mình. Có túi nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã số. Mã số 4 mấy chị lên size dùng em. Size S và size M dùng cho em. SM dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã số 5 159 ngàn. Size S thôi dên dên thôi. Tại đâu rồi hè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số 5. Số 5 nha mấy chị yêu nha. Số 5 159 ngàn. Số size M Trần Thảo 159. Mà con này nó có được ép không? Dán dài luôn. Phải đẹp lắm. Nên mấy chị đừng bỏ qua. Đẹp quá là đẹp luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em mã số 5. Số 5 nha mấy chị yêu nha. 159 ngàn.
Lên liền kem mã số 5 dùng kem đi cả nhà. Bốn hết mời rồi con. Số 5 gì anh Diên? Rồi lên liền kem mã số 6 dùng kem này, 149.000 set nâu. Cái set này thì mấy chị 60kg mang vừa cho em luôn. Lên liền kem mã số 6 dùng kem 149.000. Lên liền kem mã số 6 149 này mấy chị. Lên liền kem mã số 6 149. Số 6 nha cả nhà nha, 149.000. Size của em đang cầm là size S, nhưng mà con này mấy chị mặc vô tư nha. Quần của nó là quần chuông, dạng của nó là dạng ngố nè. Cái set này may siêu đẹp luôn, chị nào không thích váy này kia mấy chị mua mấy cái set này may nè, thoải mái lắm cả nhà nha. Chào lấy chốt là dùng chay mã số 6. Rồi ghi dùng chay mã số 7 yếm dùng chay. Rồi lên liền chay mã số 7 yếm 149.000. Lên liền chay mã số 7 yếm dùng chay 149.000. Con này mấy chị 50kg đổ lại thôi thì tại vì con này phô nó nhỏ đó cả nhà. Nó sẽ có quần bên trong cho mình. Có quần bên trong nha. Chào lấy yếm ghi yếm dùng chay 149.000. 50kg đổ lại thôi cả nhà. Nó sẽ là yếm dạ nha. Yếm dạ dùng cho em, nó có quần bên trong cho mình. Nó có mấy con không biết còn hay không nữa. Yếm dạ dùng cho em. Chờ lấy chút mê mà yếm dạ 149.000. Giờ yếm dạ lên mà yếm dạ lên cho em 149 đi ạ. Rồi lên liền cho em mã số 7 dùng cho em mã số 8 này. Rồi lên liền cho em mã số 8 này mấy chị. Tặng mấy chị con này luôn. Mã số 4 size M hết rồi. Rồi lên liền cho em mã số 8 dùng cho em mấy chị, tặng mấy chị con này với giá là 169.000 nha. Cái này hình như là em bán bị hơi bị sai á, thôi đặng tặng đại luôn cho mấy chị luôn. 169.000 luôn đi, hàng LNG nha. Hàng LNG riêng cái bộ u mì lại là 189.000 á, tại vì nhập rất là đắt luôn, nhập ra 170 mấy luôn. 169.000. Lên liền cho em mã số 8 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 8 nha. Con này mấy chị 60kg mang ok dùng cho em 169.000. 169 nha mấy chị yêu nha. Bộ hàng u mì hàng rút luôn á cả nhà. U mì bộ nặng lắm nha. Tặng mấy chị 169.000. Lên liền cho em mã dùng cho em mã số 8 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 8 169.000 đi cả nhà. Xin lỗi cảm ơn tương tác chia sẻ là giúp em lên mã số 8 169 ạ. Đẹp không mấy chị ơi, hàng LNG dùng cho em. LNG nha, chiều lấy thì chốt là dùng cho em 60kg đổ lại mang ok đó cả nhà. Hàng bộ của nó nặng lắm mà đẹp lắm. Hàng đẹp nha mấy chị nha. Giờ lấy chốt liền cho em mã số 8 đi cả nhà. Rồi lên liền cho em mã số 9 149.000, đầm xanh liền cho em. Đầm xanh nha, của nó là sẽ là dạng body như này. Body nha mấy chị nha, nhưng bù lại mấy chị mua được cái vải hàng 149.000, vải nó sẽ khác. Vải khác cho mấy chị nha, mã số 9. Con này size M nó là chị nào, con này mấy chị nào mà 65kg mình mang được cho em luôn. 65kg mang vừa luôn ha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã số 9 dùng cho em. Số 9 nha mấy chị nha, say mồ dùng cho em nè. Vải đẹp lắm, 149.000, nó sẽ có khóa kéo sao cho mình luôn. Vải của nó sẽ khác đó cả nhà nha, đẹp lắm. Lên liền cho em mã số 9 dùng cho em. Chính xanh size M 149 cho Dân Dân. Lên liền cho em mã số 9 đi cả nhà, 149.000, vải đẹp lắm. Rồi siêu phẩm dùng cho em nè. Rồi ghi dùng cho em mã này là mã số 10. Mã số 10 nha, mấy chị lên size dùm em. Mã số 10 size M. Chị Hồng Vân hình kết mới mã kèm số điện thoại lên cho em. Rồi lên liền cho em mã số 10 size M 149.000, hàng nhà bôn luôn. Nhà bôn nha mấy chị yêu nha. Lên liền cho em mã số 10 con Lê Hồng Vĩnh Dương. Rồi ghi dùng cho em mã số 10 size M, hàng nhà bôn. Hết mã số 9 luôn ạ. Khoan nha, mã số 10. Rồi mã số 10 này là size M, chốt mã số 10 đi cả nha. Mã 10 đẹp lắm á. Mã 10 là đầm đi tiệc dùm cho em, mấy chị mình dùm cho em. Lên liền cho em mã số 10, con này nó sẽ có mút ngược lên, cái vải của nó đẹp lắm. Bên hông của nó làm đẹp nè mấy chị. Không, mấy chị thấy không? Nó sẽ làm cái tạch. Lên liền cho em mã số 10 size M. Đầm này mấy chị ôi, vải đẹp lắm. 10M dùng cho em. 10M dân dân. Lên liền cho em mã số 10 size M. Mã 10 size M dùng em, cái này. Mười với Trần Thảo cũng 76. Lên liền cho em mã số 10, số 10 này có cây mò thôi. Trần Thảo chọn thêm cọc với em 200 và tài khoản đi rồi chốt tiết chị nhá. Cái set này nó đẹp mấy bà ơi. 10 Ngọc Sang. 11 size S dùng cho em 149.000. Chị nào bán Tết mấy bà lấy cái set này đi, đẹp quá à. Áo 10 cho Nuna. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 10. 11. Lên liền cho em mã 11 nhưng mà mỗi tội về được S thôi. Số tài khoản có trên trang bìa trong anh bay, chị Trần Thảo, chị chọn thêm thì chị phải cọp đi rồi em mới chốt tiếp cho mình được chị nhá. Có tài khoản có trên anh bìa cả nha. Lên liền cho em mã 11. Trời ơi, tao đắt cái set này lắm nha.
Xịn nha mấy bà nha. Kèm cho mình cái áo sơ mi nè. Đã đẹp quá. Rồi lên liền kem mã, dùng kem mã 11. 11 149 nha. Lên liền kem mã đi cả nhà. 11 với mi đặng. Chị thứ hai ghé lấy giúp em chị xíu xíu nha. Lên liền kem mã 11. 11 ai set cho sứ quản có cho trong bìa cho mấy bài chị. Lê Ngọc Anh Dương. Rồi lên liền kem mã 12 dùng kem nè. Rồi lên liền kem mã 12 149 ngàn. Cái này đúng chắc luôn đó cả nhà. Nha, em like với chị 119 ngàn. Size rồi lên liền kem mã dùng kem. Con này em có size S size M. Lên liền kem mã 12 kèm size S M dùng kem. 12 mấy chị lên size dùng em ha, size S size M dùng kem. Quần đẹp không cả nhà. Kèm cho mình một con áo, nó là sẽ là phô da đó cả nhà. Phô da nha mấy chị nha. Số này mê lắm mấy chị, mua 149 ngàn thôi. Size S size M. Lên liền cho em mã dùng cho em. Mã 12 mấy chị lên size dùng em. 12 kèm size nha, S và M dùng cho em. Lên size đi cả nhà. Lên size S M dùng cho em. 12 kèm size S M 149 ngàn. Lên liền cho em mã 12 kèm size S M 149. 12 lên size nha, hàng của nhà TM đó mấy chị, chứ không phải là hàng bèo bèo nhiều nhiều đâu nha. TM. Ai size M không lên. MT design dùng em. Lên liền cho em mã 12 lên size S M dùng cho em. 12 kèm size S M. Nè, con gấu đẹp nè. Rồi chị biết cái lâu. 12 size M dân dân. Rồi lên liền cho em mã 13 139 ngàn đầm nâu. 12 size M chút băng. Con này là mấy bà 65kg mang người cho Hải luôn nha. 65kg nha mấy chịu nha. Đây nè. Nó sẽ có túi cho mình nè. Kệ không mấy chị. Ok yên yên nha. Em lấy đầm đen sau lưng bên phải. Đầm đen sau lưng bên phải. Đầm đen sau lưng bên phải là cái này à. Đúng không? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Mã mấy? 13. 13 dùng cho em 139 ngàn. Lên liền cho em mã 13 139 thì sao em lại 139, tại vì con này hàng này mấy chị. Tag của nó là tag của nhà Minh đó cả nhà nha. Uzi này nè. Phô của nó đẹp luôn, nó sẽ có hai cái túi cho mình ha. Chị nào 65kg cũng mang vừa cho em luôn. Hãy có được có mấy con thôi. Lên liền cho em mã 13 dùng cho em. Cái gì em? Hả? M. Lên liền cho em mã 13 dùng cho em. Rồi chốt liền cho em mã 14 nè. 14 này mấy chị kèm size dùng cho em ha, size S size M dùng cho em. Lên liền cho em mã 14 lên size SM 149 ngàn. Xịn nha. Rồi lên liền cho em mã 14 kèm size S size M dùng cho em. Lên liền cho em mã 14 kèm size vô cả nhà. SM dùng cho em 149 ngàn. Ở đây nó sẽ tặng kèm cho một cái tay. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 14 lên size dùng em. 14 cả nhà kèm size cho Hải Hiền. Size S và size M dùng cho em. Lên liền cho em mã 14 lên size SM. 14 kèm size dùm em. Size S size M 149 ngàn. 14 size M phong lan. Nó sẽ tặng kèm cho mình một cái tay như thế này. Ôi trời trời. Lên liền cho em mã 14 trước con này. 15 dùm cho em. Thì cái con này cho em lên chắc 2 con. 14 lên chỉ còn size S thôi. Rồi lên liền cho em mã 15 dùm cho em 149 ngàn kèm size SM. 15 lên size nha mấy chị ơi nha. 15 kèm size SM dùng cho em. 14 hãy còn S thôi cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Mã 10, 15 nha. 15 này là em có size S size M đó. 149 ngàn chị nào lấy thì chút. Cái dùng cho em mã 15 lên size. 15 kèm size nha cả nhà nha. Size S size M dùng cho em 149 ngàn. Chị nào lấy thì chút mã 15 nha. 15, 15 dùng cho Hải đi nào. Lên liền cho em mã 15 kèm size vô. Size S, size M 149 nè. 15 cái gì kèm size S là chứ em ạ. Rồi lên liền cho em mã 16. Cái con này nó được có 3 con mấy chị ơi. Nó là đầm ren. Mỗi tổ nó về được size S thôi mà nó đẹp quá. Nếu mà chị nào vừa size S mấy chị lấy liền cái đầm đi mấy chị. Tay của nó sẽ là tay bồng nè. Cái con này phía trước của nó sẽ 15 size S cho Yên Trần. Mấy chị mình không có bị hỏi nha mấy chị yêu nha. Cái này đã đây mấy chị thấy không?
Dạ không, mai hãy không like nha. Thứ hai đi đơn cho mình. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 16 size S 149 nghìn. Lên liền cho em mã 16 nha. Cái con này xinh lắm. Mai nhà mua về mặc đi ăn cưới đi cả nha. Đẹp quá cho đẹp luôn. Ba con này. 16 cho chị Hoàng Nguyễn. Trắng mã 16 yên yên. Để hàng đi vô đi bán yêu. Hàng 16 với em còn một con giờ lấy lại cho em 149 ngàn ạ. Ghi chẳng là áo đi để xíu kiểm tra. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 17 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 17 159 ngàn dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 17 159 cô Hồng còn xem không, chốt màu đen nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 17 dùng cho em 159 ngàn. Có được có 5 con không? Cái này hôm qua giờ, hôm kia giờ lên cho mình màu xám chứ chưa lên cho mình màu đen. Đó đi kiểm tra Trần Thảo à. Nha, chốt đi chị sẽ lại kiểm tra. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 17 dùng cho em. Chốt liền cho em mã 17 nha mấy chị ơi nha. 159 ngàn. Nó liền cho em mã 17 159 là một con đầm hoodie nha mấy chị ơi nha. Đầm hoodie dùng cho em vải đẹp lắm. 17 dùng cho em 159 ngàn thôi. Đầm hoodie nha mấy chị ơi nha. Đầm hoodie con này mấy chị 65kg hay là mấy chị 40kg mấy chị mang cũng đẹp cho em luôn á. Từ xuất sắc luôn. 16 trắng 149 cho Quỳnh Như 417. Nha em bán là hàng nhà Minh á. 17 159 cho Phong Lan. Rồi nó liền cho em mã 17. Rồi cái dùng cho em mã 18 dùng cho em nè, 189 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 18, 189. 17 Trúc Quyên. Rồi lên liền cho em mã 18, 189. Đúng không mấy bà ơi, hồi chỗ không có. 17 Khoa Hồng. Hàng nhà Mi. 17 Ba La Kim. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 18 dùng cho em nè. 17 cho mã xuống em. 18 ký đủ làm em vừa luôn. Ôi cái set này đúng mẹ luôn. Hết phẩm 17 à. Bà hổ quá trời luôn á. Bữa trước chưa cắt hết nó, hôm nay lên được mấy con nè. Nha, lên liền cho em mã dùng cho em mã 18. Lên liền cho em mã 18 dùng cho em 189 ngàn. Không đẹp không biết tiền mấy chị luôn. Hàng để bà xem nữa đi, rất là nặng tay luôn. Nặng tay mà hàng đẹp lắm. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 18 dùng cho em 189 ngàn. Lên liền cho em mã 18 189. Lên liền cho em mã 18 dùng cho em 189 ngàn. Rồi con này là size M nha. 18 Trần Thảo. Rồi lên liền cho em mã 19 size M dùng cho em. 19 size M 149 ngàn. Đây nè cái này 18 cho Lê Thủy. Trên kia lấy con này nè. Đẹp nè. Rồi cái dùng cho em mã dùng cho em size M dùng cho em. Lên liền cho em mã 19 size M. 19 size M có 2 con 19M nha, hai con duy nhất. Thằng mấy chị nó sẽ có túi cho mình. Có túi hai bên nha, mà cái phom đầm của nó đẹp lắm. Hai con duy nhất thôi cả nhà. Lên liền 18 cho chị Duyên Toàn. Rồi cái dùng cho em mã 20 dùng cho em nè mấy chị. Rồi lên liền cho em mã 20 nè. Đi gọi chị về Thương Hoài Trần Văn Bình rước mình lượm gục trong mua đi rồi em trừ 100 ngàn tiền cọc là chị nhá. Rồi lên liền em ai là 200 đi lên chị ạ. Rồi lên liền cho em mã 20 nè mấy chị. 19 hai con cho Lê Ngọc Anh Dương. Rồi lên liền cho em mã 20 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 20 là nguyên set luôn nha mấy chị ơi nha. 20 dùng cho em nè, nguyên set luôn cả nhà. Mấy chị mua là mấy chị được một con chân quái dáng dài nè. Một con chân quái dáng dài ha. Xong rồi kèm cho mình một con áo nè. Phải rất là đẹp luôn. Form này lên đẹp lắm á mấy chị. Rồi cái dùng cho em mã dùng cho em mã 20 dùng cho em. Lên liền cho em mã 20 nha mấy chị nha. Một set. Một con áo mấy chị ha. Xong rồi kèm cho mình một con chân quái. Cái dùng cho em mã 20 dùng cho em 149 ngàn. Rồi luôn con này mấy chị về mặt set rồi nha. Mấy chị thì tách riêng ra mang cũng rất là đẹp luôn. Chân quái này rất là đẹp rồi. Cái dùng cho em mã 20 dùng cho em.
Đây cái con này còn mấy chị? 20 hôm lai 149. 20 dùng cho em 149.000 đi cả nhà. Rồi chốt này dùng cho em mã 21 nè. Chị nào lúc nãy hụt thì lên lại dùng em mã 21 đi. 21 này thì em có cho mình được à. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 20. 21 dùng cho em. 21 này là size S này mấy chị, 149.000. 21 này chị nào lúc nãy hụt chốt đi nghe, 21 được à. 21 được. 20 cho Diễm Trần. Rồi lên liền cho em mã 21 size S thôi. Mà em tâm đắc cái áo lắm cả nhà ơi, cái áo nó làm rất là đẹp thì cái quần nó cũng đẹp vậy nè. Cũng chu cho mình lắm nha mấy bà nha, 149.000. Cứ dùng cho em mã 21 dùng cho em, quần của nó sẽ có túi cho mấy chị luôn. Áo của nó sẽ là 20 cho hết lê. Áo ren nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 21 dùng cho em, mỗi tội nó chỉ có size S thôi cả nhà. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 20, 21 đi cả nhà, chắc chắn size S. 21 cho em Duyên. Rồi lên cái con. Con này là set 34 nè. Rồi lên liền cho em mã 20. 20 22. Nó sẽ kèm cho mình một con áo nè mấy chị. 21 Nam Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 20. 22 dùng cho em nè. Là nó sẽ kèm cho mình một con quần này. Cái này đẹp mấy bà. Em ghiền cái quần quá không? Quần rất là đẹp hè. Xong rồi nó sẽ kèm cho mình cái áo. Xong rồi nó kèm cho mình một cái vạt ở bên ngoài nữa. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Mã 20. 22 đi cả nhà. Chốt liền cho em mã 22. 149.000. Tay xét của nó mình mặc nó sẽ kiểu như này. Xong rồi sẽ kèm cho mình con quần ha. Cái này em có up hình cho mình rồi đó. Up hình rồi nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Mã 20, 22 dùng cho em. Lên liền cho em mã 22 nha mấy chị nha. 149.000 dùng cho em. Cái áo ba lỗ của nó đẹp lắm mấy chị. Áo ba lỗ rút dây dùng cho em. Xong mình mặc nó sẽ kiểu này. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 20, 22 dùng cho em. 149.000. Lên liền cho em mã 22, 149 cho chị cái set vest nó đi. Set vest màu cam á. Rồi lên liền cho em mã 22. Rồi con này liền em có cho mình được size M nè. Em có cho mình được xây mồ rồi, em ghiền cái quần tắt tay quá à. Hàng này nó được như vậy đó cả nhà. Rồi lên liền cho em mã 23. Hai ai trong Phong Lan. Rồi lên liền cho em mã 23 xây mồ dùm cho em 149.000. Hai ai cho Trần Sư nha, lên liền cho em mã 23. 23 xây M dùm cho em 149.000. Lên liền cho em mã 23 xây mồ nha. 149.000 dùng cho em, mồ dùng cho em, kèm cho mình một con áo tơ nè, vải đẹp lắm. Cái quần rất là đẹp luôn, 22 còn. 22 cho Ivana. Rồi lên liền cho em mã 20, 23 size M dùng cho em, quần tóc ta mê lắm cả nhà ơi. Đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Rồi cái dùng cho em mã dùng cho em. 20, 23 dùng cho em. Em đặt hai đơn lâu rồi, nhận được một đơn, Duy Nguyễn. Lên số điện thoại đi để hai coi cả nhà ơi. Lên liền cho em mã 23 đi cả nhà, 23 size M. Lên liền cho em mã dùng cho em 20, 24. Em ước gì cái này ưng về được cho mình là size M, nhưng mà nó chỉ có size S thôi, buồn quá trời quá đất luôn nha. Ok để lát em kiểm tra chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè, 20, 24. Nó chỉ có S thôi cả nhà nha. 160, 100 mấy quên rồi hả? 169.000. Size S thôi mấy bà ơi, tiếc quá à. Tại vì ôm hàng sale mà đâu thể nào mà chọn size được đâu mấy chị nha. Người ta cho size gì lấy size đó đâu mấy chị. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cứ dùng cho em cái mã này là mã 20 mấy nhở? 24 dùng cho em. Size S nha mấy chị nha, một cái set vest dài luôn. Quần của nó sẽ là quần dài nha mấy chị nha. Kèm cho mình một con áo vest này, có bút và cầu vai cho mình luôn, nút này mấy chị. Nút nha, vest rất là đẹp luôn. Để em kiểm tra lại chị ha. Đi dùng cho em mã 24. 23 CM 149 cho quý vị. 169.000. Đẹp quá. Buồn cái nó chỉ có size 24 cho Nguyễn Anh đi. Chỉ có size S thôi. Lên liền cho em mã 24 đi cả nhà. Rồi lên liền cho em mã 25 size M 149 này, cái này đẹp này ghê.
nó đẹp lắm. Áo đẹp chưa? Con này sướng nha. 24 là size S đó em. 24 size S. 24 cho Liên Dương. Rồi cái dùng kem mã dùng kem này. 20 25 dùng kem size M. Đẹp chưa? Quần hơi bị đẹp luôn á nghe mấy bạn nghe. Xong rồi kèm cái áo này. Áo này về mặc sướng. 50kg vừa chứ chị Nam Nguyên ơi. 50kg mặc size S. Rồi lên liền kem mã dùng kem mã 20 25 dùng kem size M nha. Áo đẹp không? Của nó nguyên set là hàng U Mì á. U Mì nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 25. Lên liền cho em mã 25 dùng cho em. 25 nha cả nhà nha. 25 là size 25 là size M dùng cho em 149.000. Áo này mấy chị kèm cho mình quần này. Xinh lắm. Rồi 24169 cho Ngô Thị Hằng. Rồi cái dùng cho em mã 26. 26 dùng cho em. 25149 cho Loan Ngô. Thì tính là cái set này treo lên nó thấy đẹp này bé này. Đúng không? Rồi lên liền cho em mã 26 này em chỉ có được S thôi cả nha. 26 này là hàng nhà Minh nè. S nha mấy chị yêu nha, 149.000. Nó sẽ là một con áo khoác thôn nha, xong rồi kèm cho mình một con chân váy. Một con chân váy bên trong như này, có quần bên trong luôn hè. Ai cần cái này nó cho biết. Rồi cái dùng cho em mã 26. Em mấy chị này. Áo đẹp, chân váy đẹp luôn nha. Một con áo khoác nè. Kiểu như mình mặc được một con áo khoác luôn. 26 kèm cho ốc sen. Kèm cho mình một con chân 26 váy. Cho Loan Ngô. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 26. Mã 26 149 đi ạ. 149.000. Lên liền cho em mã 26 dùng cho em 149.000 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 20. 27 dùng cho em nè. Siêu phẩm dùng cho em. Lên liền cho em mã 27, mỗi tụi là nó xé thôi, 149.000. Bán mà nó buồn mấy bà. 26 cho Trang Phạm. Con này mấy chị vô của gì luôn rồi. Em có đăng hình rồi mấy chị ơi. Như cái set này đăng hình rồi. Đăng hình rồi nha, đẹp lắm. Áo cũng đẹp đấy hè. Áo cái tay nó phố nè mấy chị. Ở đây nó sẽ tặng kèm cho mình hai cái tay. Hay cái tay cho mấy chị ơi nha. Tay đẹp mấy chị ơi, con sơ mi nó cũng đẹp nữa. Con này vẽ bà vui vui, bà có thể phố yến mang cũng đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi như em đi dùng cho em mã 20 27 dùng cho em. Lên liền cho em mã 27 149.000. Lên liền cho em mã 27 dùng cho em 149. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 27 dùng cho em. 27 đi cả nhà, 149.000. Mỗi tội nó chỉ có S thôi. Mà nó đẹp quá. 27 vô luôn. Hai bãi có ba xếp. Lên liền cho em mã dùng cho em. Hai bãi cho Phương Huệ. 27 cho chị Hào Bách. Hào Bách. Ô nó đẹp mà đừng cái nó không mấy chị ở đợt này nè, để đợt sau hãy tìm size cho mấy chị nha. Bùng cái xíu nha mấy chị ơi nha. Hết không mà nhưng mà đẹp quá. Nguyên cái set 3 muốn luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 20. 28. Đẹp quá cả nhà ơi, hàng 149.000. Xong mà tặng kèm cho mình một con chân váy đẹp chưa bác. Ê, size S mà to nhỉ. Mấy chị. Lên liền cho em mã 28 nè mấy chị nè. 28 nè. 149.000 thiệt luôn mấy bạn. Cái trước nó rất là đẹp luôn. Xong nó tặng kèm cho mình cái cà vạt nè. Còn cái nào có S nha. Thì cũng buồn lắm cả nhà ơi. Tại vì bán S 28 vô luôn. Nhưng mà bốc hàng sale phải chấp nhận. Tại vì mình bán rẻ mà mấy chị ơi nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Ghi em mã 28. Set 3 món là một con ghi lê, một con sơ mi. Kèm cho mình một con chân váy luôn. Cái set này mang đẹp lắm. Ghi dùng cho em mã đi cả nhà. 28 cho mi mi đặng. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Mã 20. 28 dùng cho em. 28 149.000. 28 cho Loan Ngô. Ui da. Rồi mấy chị. Đẹp quá trời.
cái này. Rồi lên liền cho em mã 29, 159 ngàn nữa. Rồi lên liền cho em mã 28 trang đông. Rồi lên liền cho em mã 29, 159 ngàn. Đầm hoodie xám dùng cho em. Con này 28 cho Lan Phương. 65kg mang vừa cho em luôn. 65kg nha mấy triệu nha. 65kg đổi lại. Bầu mình mang đi cả nhà. Ôi bầu mang cũng đẹp nè. Bầu mặc cái con này cũng sướng đó cả nhà. Không sợ là bây giờ nó không lạnh, nhưng mà sợ kiểu giống như là tới Tết đó, cả nhà sắp Tết nó lạnh đó mấy chị. Nó liền che mã dùng che. Cái dùng che mã 29. 29 159 ngàn cả nhà. 29 159 cho Hà My. Rồi lên liền che mã 29 159 ngàn dùng che. 29 cho Giao Nho. 29 159 nha, sửa lại. 159. Chỉ ghi 129 thì cứ xóa đi. Thế là chỉ ghi 129 thì là 29 là 159 gì Giao Nho ha. Chị lên lại mã 29 giúp em chưa? Rồi set vest màu đen size 29 cho Nhi Nguyễn 574. Rồi lên liền cho em mã 30 size S 149 ngàn. 30 size S dùng cho em 149 nha mấy chị. Rồi lên liền cho em mã 30 size S 149. Set vest đen. Ôi xuất sắc, hồi nãy chị nào có được một con mờ. Hồi nãy chị nào có được một con mờ vậy? Nên mấy chị vest đen dùng cho em. Lên liền cho em mã 30 dùng 28 em hết rồi. Rồi lên liền cho em mã 30 dùng cho em này. 30 nha cả nhà nha. Con này mình mặc đó mấy chị. Đẹp chưa? Áo vest đen dùng cho em ha. Áo vest kèm cho mình một con quần luôn. Nó sẽ có cầu vai cho mấy chị. Cái dùng cho em mã, dùng cho em mã 30 dùng cho em này. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em này. 30 dùng cho em 149 ngàn. Đẹp quá cả nhà ơi nha. 30 dùng cho em. Lên liền cho em mã 30 nha. Em cũng nó buồn lắm đó cả nhà, tại vì nó không có size 30 lên cho em 149 ạ. Rồi lên liền cho em mã 31 siêu phẩm size M dùng cho em. 31 này em có M này. Đây 31 này có M đây mấy chị. 31 là sẽ có S có M luôn. 149 nha. Đẹp. Quần quá nha. Quần đẹp chưa? Quần là quần của nó sẽ là quần cắt tay nha mấy chị nha. Đây. Cho mà kèm cho mình một con áo xinh lắm luôn. Cái mình mặc nó sẽ mặc nó sẽ tiệt vô luôn trong cái quần này nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 30. 31 dùng cho em. Mấy chị lên size dùng em đi. Size nha mấy chị nha. Size S và size M dùng em mấy chị thấy không? Cái con áo này nó sẽ tiệt vô luôn cái quần này lên, nó rất là đẹp nha mấy chị nha. Nó sẽ xòe theo cái đường quần này luôn này. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 31 mấy chị lên size dùng em. 31 là em có size S size M. Cái dùng cho em sẽ hãy mang chỉ có một màu xám thôi mấy chị. Rồi lên liền cho em mã 31 lên size. 31 kèm size nha, F và M dùng cho em kèm size vô cả nhà. Cái quần của nó sẽ là cái quần tắt ta này. Cái quần tắt tay nha mấy chị yêu nha, có túi cho mình luôn. Lúc mình mặc á thì hai cái set nó tẹp vô luôn cả nhà. Cái quần của nó đẹp lắm, cái chưa cái áo cũng đẹp. Cái dùng cho em mã, dùng cho em mã 31 dùng cho em. 31 nha mấy chị yêu nha. 30 Nguyễn Thị Trung sao? Tân size nó được mép của em á. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Chị Nguyễn Thị Trung ơi, chị có cái đơn hàng sao đó em gọi chị, tôi không có máy luôn á chị ơi. Cọc đi rồi chốt chị hả? Lên liền cho em mã 31 lên size, size S, size M cả nhà. 31 đẹp lắm á mấy bà ơi. Có S, có M. Lên liền cho em mã 31 kèm size vô, size S, size M dùng cho em. Lên liền cho em mã 31 kèm size S, M dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 32, 119 ngàn này. 32 119 nha. Cái chị ơi, nhà em gọi chút đơn không có được á cả nhà. Nó là 31 size M cho Hoài Thương 347. Mấy chị 119 ngàn đầm dạ. Đầm dạ dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 30. 32 đi mấy chị. Ôi là trời, mỗi chân quá. Ủa không sao. Rồi lên liền cho em mã 32 dùng cho em. 32 nha mấy chị nha. Ruột hàng ở Long Biên. Rồi lên liền cho em mã 32 dùng cho em. 32 nha mấy chị nha. 119 ngàn. Con này là hàng NT Closet nè. NT Closet nha. Của nó giống như là một con đầm dạ yếm rồi đó cả nhà. Nha mấy chị nha. 31 là 149 ngàn đó cả nhà.
31 là 149 nha. 32 là 119 á. 32 119 nha. Rồi lên liền cho em mã 33 size M dùng cho em 149 nha. Rồi lên liền cho em mã 33 size M dùng cho em 33 size M nha, 149 ngàn. Ít bữa mấy chị mua mấy con đầm nhung này mà may lên nè. Thiệt mà xịn nữa. Hàng của nhà LNG dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 3 mấy? 32 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 33 chứ luôn. 33 size M nha. Rồi lên liền cho em mã 33 size M. 33 size M dùng cho em 149 ngàn. M nha mấy chịu nha. Đầm nhung dùng cho em nè. Con này cổ nó đẹp chưa? Cổ đẹp xuất sắc luôn á. Tay mấy chị cứ dùng cho em mã, dùng cho em mã 33 dùng cho em. Đầm size M nha cả nhà nha. 55 cái đổ lại em ok. 55 dùng cho em. Rồi cứ dùng cho em mã 33 size M đi cả nhà. 33M dùng cho em. Ôi ôi, giờ mới lên cái set này cho mấy chế nè. 34 189 ngàn nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 34 189. Con này mấy chị phải là 60kg mình mang vừa luôn nha. Một con éo cho mấy chị nè. Xương xương cái con này về mấy chị thè luôn. Mấy bà cứ phối cho em một con chân váy, mà chân váy xếp ly á. Chân váy tennis nó cũng đẹp nữa. Nhưng mấy chị yêu nha, mặc chung xé thành thể thao nè, mặc tách riêng ra thành áo kiểu với lại mặc chung với lại chân váy cũng rất là đẹp luôn. 149 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em ở 189 ngàn. Lên liền cho em mã set BBR dùng cho em cũng được cả nhà. Set BBR dùng cho em ha. 189 ngàn. 34, 189 nhưng mấy xù. Nhưng mấy chịu nha, 189 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã 34, 189 nè cả nhà. Em quên like cái set này mất. Em lên liền cho em mã 34, 189 đi ạ. Em còn nhiều hàng chưa lên lắm đó mấy bà ơi. Lên liền cho em mã 34 đi cả nhà. Rồi chốt liền cho em mã 35 nè. Rồi lên liền cho em mã 35 size M dùm cho em. 35 size M 149 ngàn. Con này thì mình mặc đó cả nhà. Cái áo của nó nha, cái chân váy của nó sẽ vô trong cho mình luôn. Rồi như thế này cho mình, như thế này nha cả nhà nha. Rồi chèo lấy thì chốt liền cho em mã 30 35 size M dùm cho em. 35 size M nha mấy chị nha. 149 ngàn. Nó sẵn tặng kèm cho mình một cái cà vạt nè. Thì mặc chung nó sẽ vô như thế này cho mình. Xếp này mang rất là đẹp nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 30 35 size M dùng cho em. 35 size M nha. Chân váy cho mình nè. Kèm cho mình một con áo sơ mi trắng cả nhà. Mặc là rất là đẹp luôn. Kèm cho mình cái cà vạt. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 30 35 size M dùng cho em. 149 ngàn. 35 M dùng cho em. Lên liền cho em mã 35 M. Rồi siêu phẩm dùng cho em nha. 35 Mai xếp M 149 cho anh Mai. Rồi lên liền cho em mã 36 sang M luôn cả nhà. 149 ngàn. Ôi ôi nha. Từ khoan, cái con này của mình rồi hè. Em mới chị kèm cho mình một con chân váy. Chân váy dùng cho em. Ở đây của nó sẽ là kèm đai cho mình nè. Kèm đai nha mấy chịu nha. Kèm đai dùm em, chân váy có quần bên trong. Tặng kèm mình một cái cà vạt luôn. Lên liền cho em mã 36 size M dùng cho em. Lên liền cho em mã 36 size M. 36M dùng cho em ha. 36M chân váy đẹp lắm mấy chị. Chân váy của nó là chân váy của nó dạng là chân váy của mình. Nó có quần bên trong cho mình. Size M dùng cho em. Lên liền cho em mã 36 size M. Kèm đai vui nha. Kèm đai cho ấy nè. Lên liền cho em mã 36 size M. Một con sơ mi crop top dùng cho em. Sơ mi crop top nha. Lên liền cho em mã 36 size M. 149 ngàn. Cái này hàng có ít lắm mấy chị ơi. Chốt đi cà vạt cho mình nè. Lên liền cho em mã 36 size M. 36 vô luôn. Rồi lên liền cho em mã 36 size M dùng cho em. Sáng em còn được 2 set đó. Chị nào lấy chút nước thôi. Lên liền cho em mã 36. 36 hay set cho anh Mai. Từ khoan nha. 36 em có S á. Chị nào lấy S không? 36 em có một con S. 36 em có một con S nha. Chị lấy 36 S thì chút 36 S cho em.
Rồi sẽ sang chảnh dùng cho em. Chị anh Mai ơi, đơn này chọn thêm thì cọc thêm giúp em đi chị ha. Rồi siêu phẩm bà sao em cho hào bớt. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 30 37 dùng cho em. Lên liền cho em mã 37 size S dùng cho em. 37 size S nha cả nhà nha. 149.000. Trời ơi mấy bà ơi, nè đẹp không cả nhà. Của nó sẽ là một con quần lụa như thế này nè. Một con quần lụa nha mấy chị yêu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Chị anh Mai ơi, chọn thêm đi, cọc thêm với em đi ạ. À. Rồi lên liền cho em mã 30 mấy? 7. 37 dùng cho em. Chốt liền cho em mã 37, 149.000. Đẹp xuất sắc luôn á. Nó là một con quần dài mấy chị. Nha, một con áo lụa này, kèm cho mình quần này. Cái set này mang sang chảnh lắm luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 30. 37 dùng cho em. Chị anh Mai ơi, cọc đi rồi chốt thêm nè. Cọc đi cả nhà. Chị nào lấy 2 3 set mình cọc 1 triệu đi cả nhà. Lên liền cho em mã 37. Cọc đi rồi, cọc đi rồi em chốt cho chị ạ. Rồi lên liền cho em mã 37 dùng. Bảo 7 Mỹ An đây hay sếp. Con này hàng bôn. Bảo 7 ốc sơn. Rồi lên liền cho em mã 30. 38 dùng cho em 149.000. Rồi lên liền cho em mã 38 dùng cho em 149.000 dùng cho em này. Cho chị cái set nâu của em đi nè. Rồi lên liền cho em mã 38 149.000. Cho chị cái có xanh. Rồi lên liền cho em mã 38 dùng cho em 149.000 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 38 149. Nè cháu nè. Rồi cái dùng cho em mã dùng cho em. Cái size sẽ trắng là gì nha. Rồi lên liền cho em mã 38 149.000. Con này mấy chị nào xấu lắm. Xấu lắm 7 đi anh. 65kg mang người cho em luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 38 149. 37 loan ngô. Và con này cái màu của nó đẹp nha mấy chị yêu nha. Màu đẹp luôn, ốc xe không lấy 37. Rồi lên liền cho em cái nó 37 cho nè, tên là Phương. Rồi lên liền cho em mã 38 dùng cho em 149.000. 65kg đũa lạnh em ok cho em. 65kg nha, lên liền cho em mã dùng cho em 38. Kèm này, chị nhớ ở ngoài đó có cái set gì mà quần dài mà áo cao. Em bỏ ra rồi, dốc sơn ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 39 dục cái dạ đó cô cho chị đi cho chị một set con coi sao mình chị đó. Từ đây ra chị đi cho chị đi. Rồi con này em có size S size M này, 169.000. Lên liền cho em mã set dạ lên size SM. Chưa bao giờ em bán một cái set dạ này mà hàng này mà em bán mấy chị giá 169.000. Năm nay em like cho mấy chị nè. Vừa là hàng lộ 1 nè. Nha mấy chị yêu nha. Mà còn được giá sale nữa. Rẻ mà còn đẹp nữa cả nha. Nha mấy bà nha. Tự tin bán shop luôn á. Nhiều lúc mấy chị đi nhập shop giá phải là gấp đôi thì hãy đang like luôn. Nha mấy chị yêu nha. 169.000. 169 nha mấy chị yêu nha. Size S size M dùng cho em 169.000. Lên liền cho em mã dùng cho em 65kg là cái nào anh? Mã 37 là cái nào? Được 37 rồi. Được rồi. 37 hot rồi cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 30. 39 mấy chị lên size SM dùng cho em 169.000. 39 size M cho Hoài Thương 347. Hàng nhà Tan Miu Miu dùng cho em. Tan Miu Miu nha cả nhà nha. Giờ lấy thì chốt liền cho em mã 37 đi cả nhà. 39. Alo, 39 lên size dùm em. Size S size M chân quái đẹp không cả nhà? Chương bái của nó sẽ có quần bên trong cho mình nha. Có quần bên trong cho Hải luôn. Kèm cho mình một con áo dạ này. Lên liền cho em mã 39 lên size SM dùng cho em nè. SM nha mới chịu nha. Kèm size vô. Kèm size nha mới chịu nha. Size S size M dùng. 39 size M cho bồ công anh. Rất dạ caro 34. Quân nhanh cộng M không? Nếu cậu cộng M M nhá. 39 em chỉ còn sáng thôi mấy chị nhá. Rồi lên liền cho em mã 40 dùng cho em nè. 40 189.000 xách gấu dùng em. Con này em có màu xanh cốn cũng đẹp lắm đó cả nhà. Màu cốn đẹp lắm luôn á. Em có đăng hình cho mình rồi đó. Rồi chị nào để ý hình dùng cho em nè. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 40 dùng cho em. Lên liền cho em mã 40 dùng cho em nè.
40 mấy chị lên 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 màu dùng. 39 nó size M rồi mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mẫu 40 mấy chị lên dùng cho em nha mấy chị hiểu nha. Kèm dùng cho em có màu xanh hai với màu xanh cốn. Chị nào ưng lấy thì chốt liền, có cả màu xám nữa, ba màu nha mấy chị hiểu nha. Ba màu dùng cho em này, có màu xám, màu xanh hang và màu xanh cốm. Em bóc hình dưới nào là hàng y như vậy luôn. Con này mấy chị 60kg đổ lại men ok dùng cho em. Lên liền cho em mã 40 dùng cho em này. Cái dùng cho em mã 40 nha mấy chị hiểu nha. 189.000 bộ dùng cho em. 189 nha. 189.000 mấy chị lên màu dùng cho em. Màu xanh hang, màu xanh cốm với lại màu xám dùng cho em 189.000. 189 kèm màu của mấy chị. Bốn mươi mấy chị kèm màu lên cho em ạ. Rồi con này là em sẽ có cho mình một con dạ. 39 nó xem màu đâu chị ơi. Rồi lên liền cho em mặc dùng cho em. 39 em còn ép thôi chứ ơi. 39 em còn ép thôi. Rồi lên liền cho em mã 41 nguyên cái set này luôn. Là cái set dạ nha mấy chị nha. Một con áo ghi lê cho mình này. Kèm cho mình một con sơ mi. Em like mấy chị 149.000. Thường hàng này là đi mua hàng 300 hàng Tết mang đó mấy chị. Chính là em đó nha mấy chị nha. Này số 5 nha mấy chị yêu nha, cái tag của nó, cái nút của nó này. Nút nha mấy chị yêu nha. Là một con ghi lê kèm cho mình một con sơ mi nữa. Cái cổ sơ mi rất là đẹp luôn. Cổ sơ mi của nó là theo mấy chị. Theo nha mấy chị yêu nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã mấy? 41. Rồi lên liền cho em mã 41 dùng cho em. Lên liền cho em mã 41 189 nha. Bộ xám bộ nỉ xám cho chị Sila. Cái con ghi lê của nó là hàng hai lớp này. Ghi lê là hàng hai lớp nha mấy chị yêu nha. Lên liền cho em mã 41 149.000. 41 chi đặng. Lên liền cho em mã 41 đi cả nhà, 149.000 dùng cho em. Lên mã 41 149 lên giúp em đi ạ. Rồi em lên cho mình một con đầm tầng đi tiệc nha. 41 trang đông. Rồi lên liền cho em mã 42 nè. 41 Quỳnh Thị Mỹ Thể. Rồi lên liền cho em mã 42 149.000. Con này đi tiệc. Quỳnh Thị Mỹ Thể chọn thêm đi cọc giúp em 200 vào tài khoản đi rồi chốt tiếp gì nhỉ? Con này đi tiệc nha. Đẹp chưa? Size mấy chị 52kg đổi lại dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 42 dùng cho em 149.000. Đi tiệc mấy bà. Tôm thanh khách mới mã càng số điện thoại lên giúp em cho. Con này phải 300 mấy ngàn. Lên liền cho em mã dùng cho em. Có kéo phía sau cho mình hen. Rồi lên liền cho em mã 42 size F dùng cho em. 42F dùng cho em 149.000. Lên liền cho em mã 42 size F 149 nha. 42F dùng cho em 149.000. Khách mới mã kèm số điện thoại dùng cho em. Ủa chị có sách xanh này đâu. Sách xanh này mình còn không nhỉ? Phải còn size F đúng không? Rồi lên liền cho em mã 43 size S mấy chị. 43 này em còn S nha, 149.000. Này em để lại mấy chị. Rồi lên liền cho em mã 43 dùng cho em. 43 này em có được size S nha, 149.000. Này em để lại may á, chị nào sẽ thì lấy liền nha. 41 cho tôm riêng. Đẹp không? Siêu đẹp luôn á. 43 dùng cho em. Chờ lấy chút em mã 43 nha. 43 đi mấy bà. Này cho lại cái set này, cổ đen. Dưới, dưới. Đó. Lên liền cho em mã 43. 43 là hình như còn được một set, có hai à một còn một set thôi cả nhà. Rồi chốt liền cho em mã 40. 44 size M dùng cho em. SM hả? Rồi lên liền cho em mã 44 kèm size SM dùng cho em 149. Thúy Hằng khách mới mã kèm số điện thoại lên giúp em ạ. À. Rồi lên liền cho em mã 44 kèm size dùm em. Size S, size M dùm cho em 149.000. Nó sẽ là một con chân váy dài cho Hải Hiền. Xong rồi kèm cho mình một con sơ mi. Và con sơ mi này về mấy chị có thể mặc được yếm nè. Mình có thể mặc với lại quần tây đi làm nè. Nha mấy chị yêu nha. Mặc chung với lại áo dạ, áo này kia, áo ghi lê cũng rất là đẹp luôn. Cái sơ mi của nó nè mấy chị. Cái nút sơ mi của nó cũng đẹp nè. Nó làm nút kiểu cho mình đó nha. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. 43 em chỉ có S thôi, em đọc S mà cả nhà mở đâu ra. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, mã 44 dùng cho em. Nó sẽ là một con chân váy dài này. Chân váy dài nha mấy chị yêu nha, nó sẽ làm nhúng ở đây mấy chị. Nhúng nha mấy chị yêu nha, chân váy dài cho mình. Lên liền cho em mã dùng cho em. Mã 40, 44 mấy chị lên size cho em. Size F và size M dùng cho em. Lên liền cho em mã 44 kèm size SM 149.000 nha, kèm size vô đi cả nhà.
cái set này đẹp lắm, một con sơ mi với bà đi mua trên 250.000 rồi. Trên 250.000 rồi cả nhà. Bây giờ kèm cho mình một con chân quái nữa, bán 149.000. Nhận hàng chỉ có bằng ngất thôi nha, tại vì nó quá là rẻ luôn. Bố bốn xem mời chi rằng. Kẻ mà còn đẹp nữa đó khách ơi. Đó liền cho em mã 44 lên size S mồi dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 45 size S xếp quét dùng cho em. 44 xe mời Trang Đông. Rồi lên liền cho em mã 45 size S dùng cho em 149.000 thì cái chị xếp nợ em. Rồi lên liền cho em mã 45 nè. 45 này là em chỉ có cho mình được size S xếp quét nha. Nhưng mà ngày mai em phải treo lên, thứ hai phải treo lên nha. Cái set này 149.000 không thể tin được cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, mã 45 dùng cho em, set vest dùng cho em. Cái mấy chị, vai của nó sẽ là có cầu vai cho mình ha. Xong rồi kèm cho mình một con quần này, nó quá là đẹp luôn nha. 149.000, lên liền cho em mã 45 dùng cho em. Lên liền cho em mã 45 nha cả nhà nha. 45 dùng cho em. 44 xe mời cho Luân Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 45, 45 đi cả nhà. Chốt cho hai mã 45. Rồi ghi dùng cho em mã 46, 149.000 set NY dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Yếm đùi lên rồi, yếm đùi còn không ta? Yếm đùi nãy còn không? Ok. Xanh đó. Phải không ta? Không phải. Cái đó là dùng rồi. Rồi ghi dùng cho em mã dùng cho em mã 46. Ồ đúng rồi. Rồi lên liền cho em mã 46 à. Rồi chốt liền cho em mã 46, 149.000. Rồi lên liền cho em mã 46. Có xếp xanh là đâu, xếp xanh này lên rồi cái này ơi, 149.000. Size nhưng mà size S thôi. Thấy mấy chị áo nè. Xong mà kèm cho mình chân quái, cái này em để lại mặc cho mấy chị cười nó đẹp lắm. Rồi ghi dùng cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã set NY dùng cho em 149.000. Set NY đi cả nhà. Lên liền cho em mã set NY 65kg đổ lại men ok 149. 149 nha. Tay yếm, yếm này còn sao gì nữa. Mờ thôi đúng không? Mờ. Nãy chốt hết chốt S mà. Cái này còn mờ thôi, chút xíu. Chốt mặt vừa. Yếm này còn mờ không? Màu này đẹp nhất nha. Mở cửa cho mình. Ủa tôi là còn mờ thôi mấy bạn ơi. Có nhiều cái nha. Hết S còn mờ. Đó. Yếm dùng cho em, nó tặng kèm cho mình một con áo ống. Cái hàng này là hàng lộ 1 luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cứ dùng cho em cái mã này là mã yếm dùng cho em. Yếm nha mới chịu nha. Lên liền cho em mã 47 dùng cho em. Yếm size M. Yếm M dùng cho em 149.000. 149 đi cả nhà. Bên trong của nó mới chịu. Nó sẽ có gài nút ở đây thì cái nút xong nó sẽ tặng kèm cho mình một cái áo ống. Lên liền cho em mã yếm dùng cho em 149.000. Lên liền cho em mã yếm 149. Em ơi toàn cái gì dục dục vô cho chị sao vậy chị? Set NY là 149.000. Set NY cho Linh Nguyễn. 47 Nguyễn hôm nay. Xin này cho chi rằng. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cái dùng cho em mã nha mấy triệu nha. Xếp yếm dùng cho em 149.000. Lên liền cho em mã yếm dùng cho em 149.000 dùng cho em. Yếm dùng cho em 149. Rồi lên liền cho em cái mã này là mã váy xanh dùng cho em. Váy xanh này em tặng mấy chị 119.000. Em có một con duy nhất thôi. Lên liền cho em mã váy xanh 119.000. Một con thôi cả nhà ơi, hết hàng. Xanh. Cái này là có size cho mình được size S thôi cả nhà. 119.000. Lên liền cho em mã váy xanh 119 dùng cho em. Xanh 119. Không phải là sẽ yếm. Đúng rồi chị Nguyễn hôm nay. Đây là cái yếm, là cái yếm xanh đó. Ừ. Đúng cái sức này. Rồi đau lên cái. Rồi con này 159.000. Hãy có được hai con thì sót ở ngoài chưa đem vô này mấy chị. Con này lúc nãy là hết rồi nha. Màu xám hết sạch rồi đó. Rồi chị nào vô sao chốt nè. 159.000. Váy hoodie xám dùng cho em.
Bán hồ đi sáng nha, hàng của nhà em là hàng nhà miên đó cả nhà, không phải là hàng lên đâu nha, hàng đẹp lắm luôn đó. Lên liền cho em mã váy sáng 159 ngàn, hai con thôi mấy chị. Hãy chị nào bị hụt cái con sáng này lên cho hãy thì hai con duy nhất 159 ngàn, phải đẹp lắm. Phải thấy gọi là đỉnh nha mấy chịu nha, siêu đỉnh luôn. 159 ngàn, đầm hô đi phun dài luôn cả nhà. Phun dài nha mấy chịu nha. Lên liền cho em mã dùng cho em, cứ dùng cho em mã váy sáng 159 ngàn mấy chị. Váy sáng dùng cho em 159. Vừa sáng dùng cho em. Lên liền cho em mã váy sáng đi cả nhà, 159 ngàn dùng cho em. Còn con này mấy chị, xem like chấm bài tương tác lên giải đi cả nhà ơi. Còn cái gì mà hàng ở ngoài kia, hàng có gì chưa lên không? Bấy sáng gì vào nhờ. Rồi lên liền cho em mã xếp đen dùng cho em 149 ngàn. Lên liền cho em mã xếp đen dùng cho em 149 ngàn. Con này mấy chị nào mà 60-65kg đổ lại men ok dùng cho em luôn. 65kg nha. Lên liền cho em mã dùng cho em nè. Lên liền cho em mã xếp đen dùng cho em. Xếp đen đi cả nhà, 65kg mấy chị mang vừa luôn nha mấy chị nha. SML mang vừa con này, nói chung mà mặc S cũng được, mặc M cũng được nha, L cũng được luôn. Rồi lên liền cho em mã xếp đen dùng cho em 149 ngàn. Hồi nay có like cho mình là màu xám đó cả nhà. Chân áo là áo trắng, chân váy là chân váy xám. Còn đây là áo đen, chân váy đen luôn, phôm dài cho mấy chị. Chân váy hơi bị xịn sò ấy. Lên liền cho em mã dùng cho em. Mở cửa rồi cứ dùng cho em mã xếp thể thao đen xám dùng cho em 149, đó là 189 ngàn. Lên liền cho em mã xếp thể thao 189 ngàn dùng đen bao nhiêu, đen 149 ngàn. Rồi lên liền cho em mã xếp thể thao màu xám dùng cho em, con này mấy chị nào 55 kg đen cho Thanh Lê, 55 kg dùng cho em 189 ngàn. Chị nào hụt cái con này hôm bữa thì chốt này, phải có được hai set này, hai set nha. Lên liền cho em mã xám dùng cho em 189 ngàn, xếp thể thao xám, vải đẹp lắm cả nhà ơi. Cái này nó thật với bà luôn á, em đi lấy hàng còn phải tranh nhau cả nhà nha. 189 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã xám dùng cho em, chốt liền cho em mã xếp xám nha. Mình được một con áo khoác siêu xịn luôn nha, một con áo khoác siêu xịn, kèm cho mình một con quần này. Quần nha cả nhà nha, 189 ngàn. Lên liền cho em mã dùng cho em, chốt liền cho em mã này là mã thôi đừng, cứ dùng cho em mã, dùng cho em mã xếp xếp xám đi cả nhà, 189 ngàn dùng cho em. Xếp xám nha mấy chị nha, nặng lắm mấy bà ơi, thì căng lên đi hơn 1kg một bộ luôn á, gần 2kg một bộ ấy, nặng tay lắm. Và mua được đồng giá ship nữa, có 30 ngàn thôi, đồng giá ship có 30 ngàn thôi, nhưng mà rẻ đẹp lắm. Bộ giống mảnh mai. Xem like chấm bài lên đi cả nhà, hãy lên nốt cho mấy chị mấy mẫu nữa cho mấy chị chốt ha. Ngày mai nhà em sẽ nghỉ ha, và thứ hai nhà em sẽ làm đơn, đi đơn cho mấy chị nghe. Rồi ghi dùng cho em mã số 4 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã số 4, con này cũng 55kg nè, 149 nha. Lên liền cho em mã số 4 189, chứ đọc nhầm mấy bà ơi, 189 nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số 4 dùng cho em. Cái con này nó size S đó chị ơi, không vừa đâu. Hồi nãy chị nó chị mặc size M S nên là không có lên đó. Rồi ghi dùng cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã số 4 đi cả nhà. Mã số 4 nha, 189 ngàn. Hãy cũng có một set thôi. Cái này có hình rồi, mấy chị theo dõi mấy chị biết đúng không. Cạp quần của nó cũng rất là đẹp luôn. Lên liền cho em mã số 4 dùng cho em 189 ngàn. Mã 4 nha mấy chị nha, 189. Ôi tám 189. Chỉ còn xếp xám và áo pha sơ mi không? Nãy còn đúng không? Xếp xám và pha sơ mi nãy còn sai gì vậy? Bò xếp rồi hết rồi. Hết rồi. Số 4 cho Trần Thảo nè. Xám là cái xám đầu á. Cái xám mà áo khoác dài á. Dài không? Không cái kia. Mà số 4 là cái này. Chúng mình còn cái này là xếp xám. Xếp xám cho chị à? Nguyên Di 189. Rồi lên liền cho em mã xếp nâu 189 ngàn dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã xếp nâu 189. Nâu nha mấy chịu nha.
Lên liền cho em mã nâu 189, bộ thể thao dùng cho em. Nâu nha cả nhà nha, 189 nha. Chị nào mua chưa mua bộ thể thao nhà em mới chị chốt đi. Trời em nói thiệt luôn mấy bà ơi, nó xịn ơi là xịn luôn nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cứ dùng cho em mã set nâu dùng cho em. Set nâu dùng cho em 189 nha. Mấy chị được một con áo khoác, một con quần luôn. 40 chân thảo. Lên liền cho em mã set nâu 189 nha dùng cho em. Set nâu nha. Nâu giao nhau. Lên liền cho em mà set nâu đi cả nhà. Nâu mới chịu nha. Rồi cái dùng cho em mã số 10 dùng cho em nè, 189 nè. Rồi lên liền cho em mã số 10 189 nè. Đây set này bà của Minh bóp hỏi nè. Nó cũng có một set nè, ở trong hàng lẻ nè mấy chị. Dùm em mã số 10 dùng cho em 189 nè. Mã 10 nha mấy chị yêu nha, 189. Mấy chị mua của em phải là 2 set nha mấy bà nha. Cái bà đi ra thị trường mà mới mua được có một set thôi. Nè. Cái dùng cho em mã dùng cho em. Mã à, mã số mấy luôn rồi. Mã số 10 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 10 189 nha. Lên liền cho em mã số 10 189. Mã 10 dùng cho em 189 ngàn. Cái này em có cái set này mấy chị chốt nè, để hốt nha. Rồi set này đẹp lắm. Một con áo khoác này, mấy chị thấy không? Một con áo khoác dáng vừa nha. Mời chị Thiên Duyên. Xong Thiên Duyên tiền cận. Một con quần ống suông nè. Một con quần ống suông nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 10 12 dùng cho em 189 nha. Đẹp lắm. Cái dùng cho em mã 12 dùng cho em 12 nha cả nhà nha. 189 nha. Con này mấy chị mặc size S size M ok 55kg là mang vừa dùng cho em luôn. Một con áo khoác của nó là form vừa cả nhà. Set này đẹp lắm. Hãy thích mấy cái dáng áo khoác như này nè mấy chị. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 10 11 đi cả nhà. Lên liền cho em mã 11 à, 12 dùng cho em 189 nha. 12 có set rồi cả nhà. Lên liền cho em mã 12. Mười hai cho Kili. Rồi dùm này là em còn cho mấy chị được size S à. Rồi con này em có SM nè. Lên liền cho em mã 10 13 mấy chị lên size dùm em. Size S size M dùm cho em. Lên liền cho em mã 13 dùm xanh SM. Hàng lộ 1 luôn đó mấy chị. Hàng này là hàng 300 mấy ngàn đó. 300 mấy nha mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Lên liền cho em cái mã này là mã 10 13 mấy chị lên size dùm em. Size S và size M dùm xanh dùm cho em ha. Dùm mà chị nào cũng hỏi sơ hết cả nhà. Mặc lên bà hỏi ha. 149 ngàn. Lên size dùm em. Size S size M dùm cho em. Hàng rất là đẹp luôn. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em mã 12 kèm size vô. 12 lên size nha. Á lộn 13 kèm size. Ê, 13 này còn mờ không? 13 này còn mờ không mấy bà ơi? Hết ép rồi. Chờ lấy 13 kia 13 dùng cho em. Chốt là dùng cho em mã 13 size size M nha. 55 cái đổ lại dùng cho em 3 set nè. 3 set nè. Bỏ luôn cái sáng rồi đó luôn. Đó từ số 8 nè. Trời là cái gì đây khách ơi, khách ơi. Buồn nha. 149 ngàn. Dù quên rồi. Nè. Mấy chị size cho mấy chị 50 55 cái đũa lạnh men ok 149 ngàn nè mấy chị. Trời ơi siêu phẩm nè. Siêu phẩm nha. Lên liền cho em mã váy dùng cho em 149 ngàn. Form của nó sẽ làm dài cho mình luôn. Có được có mấy con thôi nè mấy chị. Mấy con nha. Chờ lấy chốt liền cho em hàng nhà buôn luôn nè. Lên liền cho em mã đầm body dùng cho em 149 ngàn dùng cho em. Đầm body nha mấy chị nha. Đầm body nhưng mà của nó sẽ là dáng dài cho mình luôn. Cổ lên nó đẹp. Phía sau của nó sẽ có dây kéo cho mình nè.
Vào lấy thì chốt liền cho em mã đầm body nâu dùng cho em. Lên liền cho em mã body nâu nha mấy chị yêu nha. Body nâu dùng cho em 149.000. Lên liền cho em mã body nâu 149. Body nâu nha mấy chị yêu nha. 149.000. Giờ mới lên cái con váy này tiếp có mấy bà ơi. Hôm trước ai khách sĩ hỏi nhiều. À, con đen này từ từ. Chắc chắn chị like nhiều rồi em ơi. Lên liền cho em mã đầm nâu đi cả nhà. Đầm nâu dùng cho em nha, 149.000. Chốt đi cả nhà, đầm nâu đẹp lắm. Các chị ơi, xem like chấm dùm em còn xem không? Đâu, cái set chip nãy còn. Cái nãy like này kia. Rồi chị lấy set chip đi, set chip 89.000 dùng cho em. Em mấy chị em còn nốt vài lố nên là em chốt luôn đi cả nhà. Chị nào có đơn mình mua thêm về may cũng được mấy chị. Xếp chip cho mấy chịu nha, chip thì không bao giờ dư đâu cả nhà ơi, mua về may nha mấy chịu nha. Cái chip này mấy chị quay mấy giặt vô tô luôn ha, tại vì cái đường ở đây nè mấy chị này, nó sẽ không bao giờ nó bị rách bằng cái hàng mà hàng re như này, nó chỉ làm viền cho mình thôi nè. Nha cả nhà nha, cái con này mình may quay mấy giặt cũng ok luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em, xếp chip dùng cho em. Một set như này 10 cái nha mấy chịu nha, em tặng mấy chị 89.000, em còn được vài set không? Tại vì em like cũng nhiều rồi. 89.000, chị nào có đơn mình mua thêm cũng được ha. Rồi lên liền cho em mã xếp chip dùng cho em 89.000, 10 cái nha mấy chị yêu nha, 10 cái luôn. Chip 89.000 giờ luôn. Lên liền cho em mã xếp chip cho cả nhà. 10 cái, 10 cái nha. Các chị chốt đi mua set chip về mang. Rồi lên liền cho em mà set nâu dùng cho em nè. Set nâu này của Hải Lại sẽ có cho mình một con áo nè. Một con áo nha mấy chị yêu nha. Xong rồi sẽ kèm cho mình một con quần ống le. Một con quần ống le nha, size S thôi cả nhà, 149.000. Lên liền cho em mà set nâu 149 dùng cho em. Set nâu 149 nha mấy chị yêu nha. Quần của nó sẽ là quần ống le dùng cho em. Quần ống le này cả nhà, kèm cho mình một con áo luôn, rất là đẹp luôn cả nhà. Cái set này đẹp lắm, 149.000 nha. Áo của nó sẽ là áo có cổ cho mấy chị, quần là quần ống len màu nâu nha, màu này ở ngoài đẹp lắm. 149.000, mỗi tội nó chị về được size S. Lên liền cho em mà set nâu dùng cho em. Set chip cho nào Tiếp Hoa? Set nâu là hàng nhà Miên nè. Set chip cho hết lê. Nhà Miên cho mấy chị yêu nha, áo cũng đẹp, quần cũng xịn sò. Set chip cho chị Duyên Toàn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, mã set nâu dùng cho em. Set nâu size S dùng cho em nha, 149 nha. Nâu S dùng cho em, 149. Thôi em tắt like nha mấy chị yêu nha. Thứ hai nhà em đi đơn nha mấy chị yêu nha. Chị nào khách mới là nghe ố nghe điện thoại dùm em để nhà em đi đơn cho mình ha. Hoặc là mấy chị có thể là ví dụ như giờ mấy chị inbox cho em cũng được ha. Lỡ nhà em gọi nghe máy thì em sẽ nhắn tin cho mình ha. Để đi đơn ha. Còn không gọi được nghe máy là nhà em sẽ xả đơn và lưu vào cảnh báo ấy. Nếu bà nhớ dùng chạy thì mua hàng nhớ thứ hai nhà em mới gọi chốt đơn nha mấy chị yêu nha. Thứ hai mới gọi chốt đơn được. Thôi chị nào có đơn thì nhớ nghe điện thoại nha. Nhớ nghe điện thoại để đi đơn thì cô hãy tắt like cho em. Rồi tắt like nha mấy chị yêu nha. Bye bye mấy chị nha. Hẹn mấy chị thứ hai thì thứ hai nhà em sẽ đi đơn cho mình ha. Rồi mấy chị khách mới nhớ nghe điện thoại dùm em để nhà em xin địa chỉ nha mấy chị yêu nha. Tại vì nhà em chưa lấy địa chỉ đâu. Nhà em mới lấy số điện thoại thôi nha mấy chị yêu nha. Mai họ không like mấy chị ơi, chủ nhật hãy nghỉ nha mấy chị yêu nha. Rồi hãy tắt like nha mấy chị yêu nha. Rồi tắt like nha, bye bye mấy chị nha. Bye bye mấy chị.